Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Thời Tinh, chúng ta sẽ kết hôn rồi, ngay cả khi nằm mơ anh cũng đều muốn cưới em. Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Cô gái dịu dàng gọi tên anh, Tinh Trạch. Cô em gái núp ở gốc cây nhìn cảnh này thì tức giận. Chị gái của em, vì sao cái gì chị cũng dành của em hết vậy chứ? Tinh Trạch chỉ có thể là của em mà thôi. Nghĩ rồi em gái đi ra gọi chị ơi, chị phụ đạo viên đang tìm chị á, bảo chị qua bãi tập bên kia. Ừ, chị tới liền. Thời Tinh vừa đi vừa nghĩ ôi sao cái đèn nó lại hỏng mất tiêu rồi, cô hơi lo lắng bỗng có tiếng bước chân, sau đó cô bị bịt mũi bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Chị của tôi giao cho cô đấy, cô nhất định phải chăm sóc cho chị ấy thật tốt vào. Hừ, nếu không phải vì tôi không có khả năng sinh con, sao có thể để cho chị của cô được lợi như thế được chứ? Nhưng mà cô cứ yên tâm, lượng thuốc tuyệt đối đủ dùng. Thời Tinh nằm trên giường cảm giác cả cơ thể nóng lên, cô nghe thấy tiếng nói chuyện, đại thiếu gia, Vivi tiểu thư người mà lão phu nhân đã tuyển chọn cho ngài sẽ sinh hạng người thừa kế tương lai, cho Lệ gia đó nha, đây chính là ứng cử viên tốt nhất đó. Được, ha ha, thay ta cảm ơn lão phu nhân. Anh ta bước vào nhìn Thời Tinh hỏi cô chính là, cô gái mà lão phu nhân đã chọn cho ta sao? Thấy cô gái không trả lời anh ta lại nói tiếp, đây là vì tiền sao? Là vì muốn trở thành mẹ của người thừa kế tương lai của Lệ gia à? Hay là vì muốn kết hôn với tôi? Thời Tinh mơ màng kháng cự, đừng mà, đây nhất định chỉ là một giấc mộng mà thôi. Còn anh ta thì thầm nghĩ miệng của cô gái này thật là ngọt quá đi. Thời gian trôi nhanh, lúc này Thời Tinh sắp lâm bồn rồi, hãy mau hạ sinh một đứa trẻ cho thật là tốt vào. Thời Tinh không hiểu cô ta tại sao phải làm như vậy chứ. Cô chính là đại tiểu thư của Thời gia, cô đối xử với ta như vậy Thời gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô gái vẻ mặt đắc ý nhìn Thời Tinh, sao nào? Đại tiểu thư của Thời gia ư? Cô nghĩ cô còn có cơ hội quay về đó sao? Hãy nghe đi, trong điện thoại liền có tiếng nói, này, chị ta lại làm ra chuyện xấu xa gì nữa sao? Thời Tinh ngạc nhiên, Thời Vũ, là em, bên này Tinh Trạch hỏi là điện thoại của Thời Tinh à? Chị ta bây giờ chỉ là nỗi sỉ nhục của Thời gia, dám chơi bời với đàn ông ở bên ngoài để rồi giờ cái bụng lớn như thế kia, còn mặt mũi nào mà gọi cho em nữa chứ? Tinh Trạch à, ngày mai chúng ta đã đính hôn rồi, đừng nhắc đến chị ta nữa, xui xẻo lắm đó nha. Thời Tinh sau khi biết được sự thật thì đau lòng khóc, tại sao? Vì cái gì kia chứ? Vì cái gì mà lại đối xử với ta như vậy chứ? Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng nói chuyện, Tinh Trạch, chúng ta không cần phải để ý đến chị ta nữa. Thời Tinh đau khổ ôm đầu hét lớn, a, tiếng hốt hoảng bên cạnh, mau gọi bác sĩ đi, vỡ ối, đã vỡ ối rồi, cô ta sắp sinh rồi. 3 tuần sau, Bắc Tầm à, em đã sinh con cho anh rồi đó, anh tính khi nào sẽ cưới em đây? Hi hi. Lệ Bắc Tầm nhìn hai đứa trẻ sinh đôi rồi lớn tiếng hỏi cô gái đêm đó là ai? Bắc Tầm, anh nói cái gì vậy? Đương nhiên là em rồi. Anh ta ném 2 tờ giấy xét nghiệm huyết thống vào mặt cô ta, Dư Vi Vi, em hãy tự mà nhìn đi. Anh ta bóp cổ Dư Vi Vi, nói đi, mẹ của những đứa trẻ rốt cuộc là ai, cô ấy đang ở đâu? Thời Tinh đang trầm mặc nhìn đống tiền thù lao của cô trước mặt. Sao chị lại có thể bôi nhọ em như vậy chứ? Làm sao em có thể hại chị được? Anh không muốn một người phụ nữ đã không còn trong trắng nữa. Cút đi, thời gian chúng ta không có một đứa con gái làm mất mặt dòng họ như vậy. Thời Tinh cười một tiếng, cô bật lửa, đốt căn nhà, tất cả đã kết thúc rồi. Xong chuyện cô kéo vali rời đi, có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tìm cô, hai người cứ như vậy đi lướt qua nhau. Trong xe Lệ Bắc Tầm nghe điện thoại, thiếu gia, Vivi tiểu thư đang làm ầm ĩ lên muốn gặp cậu. Anh ta bình tĩnh nói trước giờ không ai dám làm chuyện này dưới mắt Bắc Tầm này, xử lý đi. Anh ta nhìn căn nhà đang bốc cháy mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cô gái ấy đã bỏ đi rồi sao? Hay là đã chết rồi? 6 năm sau, Thời Tinh ơi, làm ơn mà, phiền cậu lái xe giúp mình thêm một lần này nữa thôi. Thời Tinh bực mình, lúc nào cũng kiếm chuyện phiền phức cho mình làm. Ây da, Tinh Trạch đêm nay uống nhiều quá đó mà, mọi người đừng ép anh ấy nữa mà, he he. Các bạn bè liền khen ai rồi, không hổ danh là Hà phu nhân, chưa gì đã bắt đầu bênh vực người của mình rồi đó. Thời Tinh nhìn thấy em gái cũng bạn trai cũ thì ngạc nhiên, tại sao lại là bọn họ nữa? Thấy bọn họ sắp đi tới, Thời Tinh nhanh chân bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, cô đứng ở cánh cửa nghe thấy em gái đang thắc mắc rõ ràng là mình đã tìm được một tài xế thay thế rồi mà, bảo là đợi ở đây sao giờ không thấy ai đến đây nữa hết vậy. Lúc này một tiếng gọi vang lên làm Thời Tinh giật mình, này, một cậu bé đang lúng túng chỉ vào mặt cô, này chị kia, tại sao chị lại nhìn lén tôi lúc tôi đi vệ sinh thế hả? Thời Tinh nhìn xuống chân cậu bé, cô nhận ra đôi giày được làm từ da hươu mềm mại, còn là phiên bản giới hạn của nước Italy, cậu nhóc này chắc chắn là có thân phận không hề nhỏ. Cậu bé tức giận, chị còn nhìn nữa hả? He he, chỉ là hiểu lầm thôi mà, chị sẽ lập tức đi liền, đi ngay đó mà. Không được đi, cậu bé liền gọi điện thoại, mau cho người vào đây đi, có một nữ ma đầu đang dình tôi đang đi tiểu đây này. Vâng, thưa tiểu thiếu gia. Chẳng mấy chốc vài anh vệ sĩ cao to đi tới áp sát Thời Tinh. Kế tiếp bố đứa bé cũng dẫn một đám vệ sĩ khí thế đi tới. Cậu bé liền mách lẻo, papa à, chính là chị ta đã nhìn lén con đi tiểu. Thời Tinh chột dạ nhìn anh ta, cả đế hào này không ai lại không biết đến Lệ Bắc Tầm. Không xong rồi, sao mình lại chọc đến con trai của Lệ Bắc Tầm chứ? Cô liền xua tay giải thích, tôi không phải là cố ý, tôi sẽ lập tức đi ra ngoài ngay. Không phải là cố ý sao? Những kẻ lỗ mãng thường chết rất là nhanh chóng. Nói rồi anh ta ra lệnh cho vệ sĩ mau lục soát người cô. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô muốn làm gì con trai tôi? Thời Tinh ôm chặt cơ thể giải thích, tôi chỉ là đi nhầm vào nhà vệ sinh nam mà thôi, tôi thật sự xin lỗi, nhưng không thể vì thế mà anh lại muốn lục soát người tôi được.
Vậy xem ra là cô đang mong chờ đích thân tôi đến lục soát người cô đúng không? Anh đừng có mà mơ nhé. Anh ta liếc nhìn thấy bảng hiệu tên cô trên áo, sau đó liền vỗ tay, cô cũng đừng có mà mơ, người đâu? Dạ, ông chủ, thấy cô gái phục vụ bước vào thời tinh mới biết là hiểu lầm rồi sao? Hóa ra là anh tay cho người khác đến lục soát mình. Cô gái nhanh chóng bước tới lục soát, phiền cô đứng im một chút nha. Thời tinh nhìn anh ta rồi cô hỏi khi lục soát xong rồi tôi sẽ được thả về chứ? Lệ Bắc Tầm bỗng nhìn chằm chằm, anh nhìn body của thời tinh rồi nghĩ cô gái này cảm giác rất là quen, gò má anh ta bất giác ửng đỏ xấu hổ quay mặt đi. Ông chủ, trên người cô ta không có vật gì có thể làm bị thương người khác cả. Đưa người ta ra ngoài đi. Xin mời, thời tinh vẫn ngạc nhiên cứ như vậy mà thả mình đi sao? Trong xe cậu bé nhìn thời tinh rồi hỏi papa à, papa cứ thế, mà thả cho nữ ma đầu háo sắc kia đi một cách dễ dàng như vậy sao? Cậu bé hừ một tiếng trong lòng, trước giờ papa rất là yêu thương và chiều chuộng mình. Vậy mà hôm nay lại dễ dàng buông tha cho người phụ nữ xấu xa ấy, thật chẳng giống phong cách của papa chút nào cả. Cậu ta liền hỏi papa, chúng ta có cần theo dõi chị ta không? Xem thử chị ta có làm chuyện gì xấu xa không? Thấy ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn của ông ba, cậu bé liền khụ khụ, papa, con chỉ nói chơi thôi mà, theo dõi người khác là không đúng, còn nữa, con không nên lén chạy đến nơi này. Ngày tiếp theo, không phải chứ, là hai tiểu ma vương sao? Cô bé liền chào hỏi, chào chị, em là Lệ Vân Tú, chị cứ gọi em là Tiểu Tú Cầu. Xin chào, nhưng mà thật xin lỗi nơi này trẻ em không được vào. Cậu bé liền không vui bảo tôi chính là ông chủ tương lai của nơi này, ai dám ngăn cản không cho tôi vào chứ? Tôi nghe nói rằng chị chính là người pha rượu giỏi nhất ở đây, và có thể pha bất kỳ loại đồ uống nào, có phải không? Nhìn một đám vệ sĩ đứng chắp tay đằng sau cô liền không dám trêu chọc, à không dám nhận tôi giỏi đâu, xin hỏi vị tiểu thiếu ra đây muốn yêu cầu loại nước uống nào? Tôi muốn uống một loại thức uống không chua, không cay, không ngọt, không đắng, không mặn, không nhạt, còn chát và không có cồn. Cậu bé đắc ý nở nụ cười, nếu pha không được thì hãy tự đi khỏi nơi này, đế hào chúng tôi không cần những người vô dụng như cô. Thấy yêu cầu vô lý của cậu bé, nhân viên phục vụ xung quanh bàn tàn, trời ơi, làm gì có loại nước uống nào mà kỳ quặc như vậy chứ? Bọn họ tặc lưỡi chật chật, yêu cầu này quả là muốn cố ý làm khó người khác đây mà. Cậu bé lại nói tiếp, nếu mà làm được không được thì đừng có mà khoe khoang trước mặt người khác nhá, khoe rồi mà làm không được thì thật là mất mặt quá đi. Chị sẽ làm được, xin hãy cho chị một phút. Dứt lời cô thả răm ba cục đá vào ly và biểu diễn một màn pha chế. Xong rồi đây, đây là loại thức uống mà em cần. Cậu ta nhìn ly nước tỏ ra nghi ngờ, không phải là muốn lừa tôi đấy chứ? Cô tự tin vỗ ngực, thì em cứ uống thử đi rồi biết chị có lừa em hay không. Cậu bé liền cầm lấy ly nước uống ực ực, giây sau cậu phun đầy nước ra, chị đang xúc phạm y quy của tôi đúng không? Đây rõ ràng là nước mà chứ đâu phải là thức uống đâu. Cô bình tĩnh giải thích, nó không phải là nước mà nó là một loại thức uống, đây là bí kíp độc môn của chị đó hi hi. Cô bé bên cạnh liền tò mò cầm lên uống rồi sáng cả mắt, oa, anh hai, thật sự là không chua, không cay, không ngọt, không đắng, không mặn, không nhạt, không chát và không có cồn đó nha. Cậu bé tức giận thầm nghĩ chỉ là nước tinh khiết thêm đá vào mà muốn lừa mình sao? Nhưng dù sao thì cũng đã đáp ứng được yêu cầu của mình đưa ra, mình lại không có cách nào để mà phản bác được. Cậu liền nói đồ uống không tệ, mau lấy tiền đi, đây là tiền bo đó nha. Thủy Tinh liền từ chối, không cần đâu. Giây sau đã thấy cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, cậu ta nhanh tay nhét sấp tiền vào túi cô, thật sự là không cần rồi mà. Lệ Vân Cẩm hài lòng cười, hãy cầm số tiền này, chị có thể đi làm một cặp kính đeo ở phía trước để sau này không còn vào nhầm nhà vệ sinh nữa, còn nếu đã làm kính rồi mà vẫn không thể giúp ích được gì nữa thì hãy đi phẫu thuật bằng tia laser đi nha, để tránh phải nhầm lẫn cho sau này nữa, thật là đáng xấu hổ biết không. Nghe xong Thời Tinh cảm thấy đau đầu, chuyện hôm đó chị thật sự xin lỗi. Hửm, chị nhìn thì cũng đã nhìn rồi, xin lỗi thì có ích gì chứ. Nhưng mà em yên tâm, chị sẽ không nói ra ngoài chuyện này đâu, chị sẽ không nói với ai về cái tinh tinh đó, của em có hình dạng như thế nào đâu. Sao? Chị còn định nói ra ngoài nữa sao? Với lại em còn nhỏ, tinh tinh nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà, hơn nữa kích thước của tinh tinh nghe nói cũng là do di truyền đấy nha, không phải là lỗi của em, nên em không cần phải áp lực về mặt tâm lý làm gì cả. Cậu bé liền hét lớn papa, cô cũng hơi nghi ngờ, quay qua nhìn thì thấy vẻ mặt đen xì của anh ta, Lệ Bắc Tầm, anh ta đứng ở đây từ lúc nào thế? Papa, người phụ nữ đó châm chọc ba, chị ta nói tinh tinh của ba nhỏ hu hu. Lệ Bắc Tầm trầm mặt nhìn Thời Tinh, anh chỉ nói hai chữ, cô Thời. Thời tiểu thư, nghe anh ta gọi cô lúng túng, không dám nhận. Hắn ghé sát lại mặt Thời Tinh rồi nói, đối với những thứ chưa được thử qua, thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được thử qua đâu nhé, cũng như không ăn được nho thì đừng nói là nho chua. Hả? Phải thử qua mới có tư cách đánh giá sao? Người đàn ông này thật là. Cậu nhóc lúc này vẫn tò mò, papa tin tin là cái gì vậy ba? Papa, anh ta thầm nghĩ đúng là một người phụ nữ xấu xa, rốt cuộc cũng đã tan ca rồi, chuyện gì vậy? Thời Tinh nghe thấy đằng trước có tiếng đánh bốp, không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Rõ ràng chính cô đã đụng vào, cô còn dám ngụy biện sao? Tôi thấy cô chính là cô ý đấy. Ngại quá, làm ơn cho qua một chút đi ạ, đôi giày này của tôi trị giá 5 triệu đấy, hôm nay là lần đầu tiên tôi mang nó, mà đã bị thứ rượu chó má của cô làm dơ mất tiêu rồi, hu hu hu, còn dám khóc nữa sao? Tôi nghĩ là cô đang không muốn chịu trách nhiệm, thật là không biết xấu hổ mà, nói rồi cô ta giơ tay lên muốn tát tiếp. Thời Tinh nhanh tay giữ tay cô ta lại, vị khách này, chúng ta hãy từ từ mà nói chuyện nào. Cô là ai? Thời Tinh liếc nhìn trên tường, đây là thiết kế dành cho phòng cao cấp, vì để có sự riêng tư cho khách nên trước giờ ở đây không có gắn camera, không có cách nào để chứng minh sự trong sạch cho Hứa Thiến Thiến cả. Cô thấy thế này được không?
Tôi sẽ giúp cô mang đôi giày này đến cửa hàng chuyên dụng để làm sạch. Nếu sạch sẽ thì chúng tôi sẽ mang đến tận nhà cho cô. Còn nếu không sạch thì chúng ta sẽ thương lượng việc bồi thường. Hứa Thiến Thiến bực bội, em không bồi thường đâu, em chỉ đưa rượu vào phòng như thường lệ thôi mà. Được lắm, cô còn cãi nữa sao? Cô nên nhớ cho thật kỹ, tôi chính là khách VIP của nơi này đấy. Cô hãy mở to con mắt chó của mình ra và nhìn cho rõ đây này. Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng, hoặc là quỳ xuống lau khô giày cho tôi, hoặc là bồi thường. Nếu không hai người hãy chờ mà bị sa thải đi. Rõ ràng là cô không đúng mà, cô còn ra tay như vậy, cô làm như vậy nghĩ mình là đúng sao? Bộ có tiền thì có thể ghê gớm như vậy sao chứ hả? À ta liền đá Hứa Thiến Thiến, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, tôi đánh cô thì đã sao? Tôi còn muốn đá cô nữa đây này. Thời Tinh lo lắng gọi Thiến Thiến, bỗng cô nhìn thấy gót giày của cô ta, cô ả loạng choạng quay ra nạt, cô nhìn cái gì mà nhìn? Thời Tinh nhìn dáng vẻ cô ta như không được tỉnh táo cho lắm thì phải. Người nên nói xin lỗi là cô mới đúng đó. Thứ nhất, sắc mặt của cô đang đỏ lên, chứng tỏ cô đã uống quá nhiều rượu. Đôi giày của cô đúng là còn mới và không có dấu hiệu bị dẫm lên, nhưng hiện tại có dấu hiệu bị lỏng lẻo ở gót giày, chứng tỏ là cô đã say rượu và bị trẹo chân va vào Hứa Thiến Thiến. Cô là cái thá gì chứ? Cô có tư cách gì để nói chuyện cùng tôi hay sao? Chưa kịp tát thì bàn tay ả ta đã bị giữ lại. Một giọng nói vang lên, ồ, vậy cô xem lại cô có đủ tư cách sao? Ả ta ôm mặt hai mắt nở hình trái tim, anh ta chính là Lệ Bắc Tầm, chủ nhân của Đế Hào. Anh ta hỏi chuyện gì đã xảy ra? Thời Tinh giải thích vị khách này say tới nỗi bị trẹo cả chân, va vào Thiến Thiến khi đang mang rượu làm rượu đổ vào giày. Sau đó xảy ra xung đột, vị khách này còn ra tay đánh Hứa Thiến Thiến nữa. Cô nói linh tinh cái gì đó, rõ ràng là cô ta đã va vào tôi, cô hiểu chưa? Thấy trai đẹp là giả bộ làm Bạch Liên Hoa liền, hừm, ta khinh. Lệ Bắc Tầm hỏi cô muốn bồi thường đôi giày này đúng không? Đương nhiên là tôi, cũng thông cảm cho cô ta, chỉ là một tầng lớp trong công nhân mà thôi, tiền lương thì không cao, nếu không có tiền thì có thể chia ra trả theo kỳ mà. Hai cô gái nghe vậy cùng đồng lòng nghĩ đúng là Bạch Liên Hoa mà. Lệ Bắc Tầm quay ra hỏi cô có đồng ý bồi thường không? Đương nhiên là không, vấn đề ở đây không phải là tiền nhiều hay ít, mà là tôi không có sai, tôi sẽ không bồi thường. Cô nên nhớ tôi chính là khách VIP ở đây đó nha. Cô đã nghe rõ chưa? Nhân viên của tôi đã nói rõ ràng rồi. Anh tuyệt nhiên tin tưởng bọn họ mà không tin tôi sao? Tôi chính là khách hàng của anh đó. Anh bình tĩnh nói muốn làm khách hàng, trước tiên là cô không chỉ có tiền mà cô phải học cách làm người nữa. Cái gì? Anh dám châm chọc tôi không phải là người sao? Anh mở cửa đón khách như thế này không sợ sau này ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình sao? Những lời này là do cô ta tự nói, không phải do tôi nói. Thời Tinh không hiểu sao tự nhiên nhìn mình làm cái gì thế không biết. Thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội, liệt vị khách này vào danh sách từ chối tiếp đãi, sau đó thông báo cho luật sư chúng ta bắt cô ta phải bồi thường cho Thiến Thiến phí kiểm tra chấn thương, phí chữa bệnh, phí làm chậm trễ thời gian làm việc, phí tổn hại tinh thần. Dạ vâng Lệ tiên sinh, các người, rốt cuộc là có ý gì? Mau thả tôi ra. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi thì Thời Tinh thầm nghĩ, thật không ngờ con người anh ta cũng không tệ lắm. Chị vẫn là tốt nhất với em. Chị à, chị hãy mau giúp em đi, ngày hôm qua ông chủ đã cứu em, dù sao thì em cũng phải cảm tạ ông ấy, chị giúp em đưa qua cho ông ấy nha. Thời Tinh bảo văn phòng của anh ấy nằm ở tầng cao nhất của Đế Hào, nhân viên ở đây không được tự ý ra vào, em cũng biết điều đó mà. Ây dô chị à, chị còn muốn giấu em nữa sao? Hiện tại toàn bộ người trong hội sở ai cũng biết chị, và ông chủ có tư tình đấy nhé, chị còn chê tinh tinh của ông ấy nhỏ nữa mà hơ hơ. Cái gì? Thời Tinh bàng hoàng bỗng điện thoại reng reng, chị ơi, điện thoại của chị đang reo kìa, em sẽ không quấy rầy chị nữa hí hí. Đây là tất cả tấm chân thành và lời cảm ơn của em với Big Boss, trông cậy hết vào chị đó nhá, chị nhất định phải giúp em giao tận tay ông chủ đấy, vất vả cho chị quá, ngoa ngoa. Thời Tinh lấy điện thoại ra nghe, alo, cô mau tới bệnh viện Minh Hòa một chuyến. Thời Tinh hỏi Lệ tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Anh ta không trả lời mà cho cô 10 phút, kể từ lúc tin nhắn địa chỉ được nhắn tới, nếu cô đến trễ phải tự gánh lấy hậu quả. Thời Tinh cũng biết bệnh viện Minh Hòa nổi tiếng nhất là khoa nam sao? Chẳng lẽ bởi vì mình đã mỉa mai cái ấy của anh ta nhỏ, mà anh ta đã chịu sự đả kích rồi sao? Nếu như anh ta không được, mình cũng không giúp được gì cho anh ta. Ây da, quá gấp gáp chạy đi mà không kịp để ý là trời đang mưa nữa, giờ chỉ có thể chạy tới, còn chưa nghĩ xong cô đã bị một bàn tay kéo lại. À xin lỗi, xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ, Lệ tiên sinh. Anh ta hỏi sao lại không mang dù theo. Thời Tinh lùi lại vài bước rồi giải thích, vì quá gấp gáp phải chạy đi nên không kịp để ý là trời đang mưa. Anh nhìn cô rồi hỏi cô sợ tôi sao? Không có, ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Thời Tinh nghĩ khí thế này thật là mạnh mẽ quá. Anh kéo tay đứng vào trong ô dù, lại đây, tim Thời Tinh đập rộn ràng thình thịch, Lệ tiên sinh. Anh chỉ bình thản bảo đứng cho vững vào, dứt lời anh cũng buông tay cô ra, tim ai đó cũng khẽ đập lỗi nhịp, một lát sau thì cũng tới bệnh viện, đã đưa người đến rồi, các người hỏi đi, sao người phụ nữ này cứ nhìn cái gì vậy nhỉ? Thời Tinh thì lo lắng thầm nghĩ hay là mình nên thẳng thắn để được khoan hồng nhỉ? Dù sao thì mình cũng có làm gì đâu, chỉ nói vài câu thôi mà, nhiều lắm thì cũng chỉ là tạo nên một chút bóng ma tâm lý mà thôi, không có tội lỗi gì khác. Lúc này bác sĩ đi ra xin chào Thời tiểu thư, cô liền chỉ vào Lệ Bắc Tầm. Bác sĩ à, tôi chỉ nói có một câu là tin tin của anh ta nhỏ thôi, không đến mức phải ảnh hưởng lớn đến như vậy kia chứ. Thời tiểu thư, khụ khụ, hôm nay tiểu thư Tiểu Vân Tú bị nhập viện, nguyên nhân là do tiêu chảy và nôn ói. Thời Tinh nghe vậy thì lo lắng, đau bụng nhập viện sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Bộ dạng này có vẻ như không phải là giả vờ. Theo như lời của tiểu thiếu gia Vân Cẩm,
Ngày hôm qua cô bé chỉ dùng một thứ thức uống duy nhất không rõ nguồn gốc, chính là ly đồ uống mà cô đã đưa cho các cô cậu ấy. Nhưng mà nó đơn giản chỉ là một ly nước đá thôi mà, nước tinh khiết trong hội sở đều được vận chuyển từ châu Âu về, làm thế nào có thể gây ra tiêu chảy và nôn mửa được chứ? Lệ Bắc Tầm cũng hỏi, thật sự chỉ có nước thôi sao? Cô khẳng định đúng vậy. Anh ta thầm nghĩ, nếu Vân Cẩm mà biết đó là sự thật chỉ là một cái ly nước thôi, không biết lại muốn làm ầm ĩ lên thế nào nữa. Hiện tại thì Tiểu Tú Cầu như thế nào rồi? Tôi muốn đến gặp cô bé ấy. Hãy dẫn cô ấy vào trong đi. Vâng, tiên sinh, đã cho điều tra căn biệt thự bên kia rồi, tất cả đồ ăn đều không có vấn đề gì cả. Anh ta trầm tư suy nghĩ rồi ra lệnh, hãy đi điều tra quầy bar dưới lầu của Đế Hào, xem thử có loại thức ăn hay đồ uống nào mà không rõ nguồn gốc được người khác mang từ bên ngoài vào hay không. Ngoài ra hãy quan sát thật kỹ mấy vị thúc thúc bá bá của tôi nữa. Tiên sinh, ngài đang nghi ngờ. Anh ta liếc mắt cắt ngang lời thuộc hạ, tôi không có rảnh để chơi đùa với bọn họ. Trong phòng bệnh, cô bé nhìn thấy Thời Tinh thì vui mừng, chị ơi, chị đến thăm em có phải không ạ? Tiểu Tú Cầu, hiện tại em cảm thấy như thế nào rồi? Thời Tinh do dự đứng giữ khoảng cách 1 mét nhìn cô bé. Bụng của em không còn đau nữa, em sẽ không nôn vào người của chị đâu, đừng sợ, chị có thể qua đây với em một chút được không? Chị ơi, chị có thể đến gần em một chút được không? Ờ, được. Bước chân của cô cứng đờ lại, khẽ run rẩy. Trong đầu Thời Tinh nhớ tới hình ảnh mình nôn ói khi mang thai, cô hoảng sợ tủ nhủ, không được qua đó. Ngay lúc này Lệ Vân Cẩm mở cửa ra hét lớn, đồ ngốc, em không được để chị ta đến gần em, cho đến khi papa điều tra ra nguyên nhân sự việc. Nhưng mà em thích chị ấy. Không có nhưng nhị gì cả, lỡ như chị ta làm hại em phải làm sao đây? Này, chị hãy qua bên ghế bên kia ngồi đi, không được phép lại gần chúng tôi. À được, cô nghĩ thầm, cũng may là tiểu tử thúi này xuất hiện rất là kịp thời. Chỉ cần mình đến gần một đứa trẻ thì cơn ác mộng của 6 năm trước lại ùa về. Cái này nhất định không phải do chị ấy làm đâu, chị ấy xinh đẹp như vậy mà. Những cô gái xinh đẹp không thể hại người khác được hay sao? Em đã quên là khi ở nước ngoài, lão sư của chúng ta cũng chính là kẻ thù phái tới sao? Thiếu chút nữa là em đã bị chúng giết chết em rồi đó, em quên rồi sao? Nhìn hai anh em, Thời Tinh thầm nghĩ, sát thủ sao? Một đứa trẻ nhỏ như vậy chúng sống trong môi trường như thế nào? Hào môn ân oán của con người thật không thể nào tưởng tượng được, chả trách sao lần trước mình chỉ đi nhầm nhà vệ sinh nam thôi mà, cũng bị lôi ra lục soát khắp người. Nhưng mà anh hai à, chính là ly nước đó anh hai cũng uống mà, sao anh lại không bị gì cả? Khụ khụ, tiểu nhóc con, đừng có mà hỏi nhiều như vậy nữa chứ. Anh cũng là một tiểu nhóc con, anh sinh ra trước em sớm có vài phút mà thôi. Papa nói đàn ông chúng ta lúc nào cũng trưởng thành hơn phụ nữ các em. Cô bé không phục, papa và anh đều là đàn ông nên đương nhiên là các người sẽ nói như vậy. Thời Tinh đứng bên cạnh bất lực, bọn nhóc lại bắt đầu cãi nhau bất cứ chuyện gì. Cô lên tiếng khuyên, thôi được rồi, cậu ấy uống và không có vấn đề gì, có thể là do thể trạng của cậu ấy tốt hơn em một chút thôi mà. Chị gái nói rất là đúng nè. Chị ơi, em muốn đi toilet, anh sẽ dẫn em đi. Không cần anh là con trai mà, em muốn chị ấy dẫn em đi. Không được qua đó. Thời Tinh bị cô bé ôm thì cứng đờ người, khi đó đứa bé cũng thường lăn qua lăn lại trong bụng của mình. Chị ơi, chị mau dẫn em đi đi, em không nhịn được nữa đâu. Chị ơi, cơ thể của chị thật là mềm và thơm nữa. Đụng vào khiến lục phủ ngũ tạng của mình thật là khó chịu mà. Chị xin lỗi, cô đẩy cô bé ra rồi chạy đi. Hu hu, chị ơi, chị không thích em sao? Thật là xin lỗi. Cô cắm mặt chạy rồi đụng vào lồng ngực Lệ Bắc Tầm đang đi tới. Thời Tinh mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô Thời, anh ta không hiểu có thế thôi mà cô ta cũng khóc. Lần trước khi bị vị khách kia ức hiếp một chút yếu đuối cũng không có cơ mà, cô ta đúng là một người phụ nữ quái đản. Xin lỗi Lệ tiên sinh, tôi thất lễ rồi, hích hích. Thôi quên đi, chuyện này đâu có liên quan gì đến mình đâu. Tôi cần phải đi công tác ngay lập tức, cô có thể ở lại đây chăm sóc cho Vân Cẩm và Vân Tú, tiền lương cứ theo lẽ thường mà trả thôi. Thời Tinh ngạc nhiên, hả gì cơ? Ờ, xin đợi một chút. Nếu Lệ tiên sinh nghi ngờ tôi hạ độc thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải quanh co lòng vòng để giữ tôi lại ở chỗ này. Anh ta nghĩ đầu óc của người phụ nữ này cũng khá là thông minh đấy nhé. Ai nghi ngờ cô chứ? Hạ độc cũng cần phải có bản lĩnh, loại người như cô đi ngoài đường thôi mà cũng có thể va vào người khác, thật không có bản lĩnh. Là Tiểu Tú Cầu thích cô nên mới muốn cô ở lại đây, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu Thời Tinh nghĩ tới cảnh khi cô ở lại, cô đổ mồ hôi, mình sẽ chết mất thôi. Thời Tinh túm lấy cà vạt của anh ta, tôi chỉ là người ngoài, nếu có ở lại cũng không có tác dụng gì cả. Bệnh tình của con trẻ, thân là một người cha như anh cần phải ở lại đây, một tấc cũng không được rời xa. Anh ghé lại tai cô thì thầm hỏi, cô muốn quản tôi sao? Muốn hạn chế lịch làm việc của tôi à? Tôi không có. Trời ạ, anh ta vừa làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là mình đang bị trêu chọc sao? Lệ Bắc Tầm xoay lại nhìn cô, rồi nói, chỉ có bà Lệ tương lai mới có thể quản tôi mà thôi, mà cô chỉ cần nghe lời tôi thôi. Giỏi cho một Lệ Bắc Tầm vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không cho ta lựa chọn con đường sống mà. Thời Tinh quay lại phòng bệnh thì cô bé đã ngủ rồi, việc đã đến nước này thì cô phải làm cho tốt thôi. Để đi rửa quả táo này trước đã, cô mở cửa ra thì Lệ Vân Cẩm lên tiếng, chị lại tới đây để nhìn lén Tiểu Tin Tin của tôi nữa hả? Cô giải thích chỉ là trùng hợp. Lần thứ hai rồi, cô đã nhìn lén tôi 2 lần rồi. Oa oa, đồ biến thái xấu xa. Thời Tinh cũng vội dỗ dành, em đừng khóc nữa mà. Bên ngoài vệ sĩ nghe thấy tiếng khóc thì gõ cửa. Tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy? Người đâu đến đây? Chị thực sự là không có cố ý mà phải làm sao em mới không khóc đây? Rất dễ, khi Tiểu Tú Cầu ngủ dậy, chị hãy để cho em ấy ôm. Thời Tinh do dự, hừ, ấu dâm trẻ em chính là phạm tội. Chị không có thời gian để mà suy nghĩ đâu. Biến thái hu hu hu, người đâu mau tới đây. Nói rồi cậu ta khóc to lên. Thời Tinh cạn lời, tiểu tử thúi, đóng kịch nhiều quá rồi đó.
thấy cửa phòng sắp bị gõ tung, cô sợ hãi vội đầu hàng. Thôi được rồi, em đừng có khóc nữa, sau khi Tiểu Tú Cầu ngủ dậy chị sẽ cho em ấy ôm. Cậu bé nghiêm túc nói, Tiểu Tú Cầu thực sự rất thích chị, nhưng chị lại làm nó khóc lâu như vậy, chị cho em ấy ôm rồi tôi sẽ tha cho chị, như vậy là đã quá rộng lượng rồi, chị đừng có mà quá đáng nhé. Được rồi, chị ra ngoài đi, tôi còn phải đi tiểu nữa. Cô bé tỉnh dậy thì vui mừng, qua, chị ở lại đây chăm sóc em rồi sao? Ừm, có muốn ăn quả táo này không? Quả táo thiệt là giống chị quá đi, rất là thơm thơm ngọt ngọt, mặc dù ba ba của em đi công tác nhưng lần này lại có chị ở đây, nên em cảm thấy rất là vui. Em có biết ba ba em đi công tác bao lâu mới về không? Thường thì ngắn nhất là 3, 5 ngày, dài nhất là 1 đến 2 năm cũng có ạ. Vậy sao? Cái này thì dài quá đó. Mà ba ba đi công tác, cũng chỉ vì muốn cho em với lại anh hai có một cuộc sống thật an toàn, và thoải mái hơn mà thôi, cho nên chúng em rất là ngoan ngoãn, chị cũng phải cần là ngoan ngoãn đó nha. Thời Tinh ngạc nhiên, là bởi vì không có mẹ tụi nhỏ lại được ba nuôi lớn, nên cô bé mới có thể hiểu chuyện đến như vậy sao? Được, được. Chị à, em thật sự rất là thích chị đó. Thời Tinh thở dài rồi ôm cô bé, chị, rốt cuộc chị cũng chịu ôm em rồi. 3 ngày sau, Tiểu Tú Cầu, ba ba đã xuống máy bay rồi, sẽ lập tức qua đây liền. Cô bé vui mừng, ba đã về rồi sao? Cuối cùng Lệ Bắc Tầm cũng đã về, cô bé cũng có thể xuất viện rồi, mình không cần phải ở lại chỗ này nữa. Anh đi đón ba ba đây. Đúng rồi, xém chút nữa đã quên con cái này nữa. Cô nhớ lại món quà mà Hứa Thiến Thiến đã nhờ cô giao lại cho Lệ Bắc Tầm. Tiểu Tú Cầu, em cầm lấy cái này giúp chị nha. Cái này là cái gì vậy chị? Chị cũng không biết nữa, cái này là của Hứa Thiến Thiến, đồng nghiệp của chị đưa, vì ba của em đã giúp giải vây cho chị ấy lần trước đó mà. Tiểu Tú Cầu, giúp chị đưa nó cho ba em và nói lời cảm ơn đến ba em nha, em nhớ kỹ chưa? Chị yên tâm, em nhất định sẽ giao cái này cho papa của em ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em à. Rồi, em nhớ rồi, em nhớ kỹ rồi. À, chị đi xuống lầu mua một chút đồ, lát nữa sẽ quay trở lại. Cô thầm nghĩ phải mau chóng chuồn đi, cứ ở lại đây lát nữa sẽ chạm mặt với Lệ Bắc Tầm. Papa, ba đi công tác thật là vất vả, bây giờ chúng ta có thể xuất viện rồi phải không? Ừ, có thể rồi. Papa, cô bé thấy ba thì vui mừng chạy lại, từ từ thôi coi chừng ngã đó, ba sẽ không để cho em té ngã đâu. Ba con rất là nhớ ba con cũng rất là nhớ ba. À, ba chờ một chút, chị ấy vẫn còn chưa trở về mà. Hừ, nhất định là chị ấy đã chuồn đi rồi, anh đừng có mà nói nhảm vậy, chị ấy còn đưa quà cho ba sao có thể trốn được chứ? Quà sao? Ba đây là đồ chị đưa cho ba nè. Đưa ba sao? Anh ta ngạc nhiên rồi xé quà ra, cái này là cái quái gì thế này? Chị ấy còn nói, tại sao mình không thể nhớ được chữ nào vậy nhỉ? Anh ta gặng hỏi cô ấy còn nói cái gì nữa? Cô bé liền nhớ lại, Tiểu Túc Cầu hãy giúp chuyển cái này cho ba của em nha. À, và nói cảm ơn anh, nhớ chưa? May quá mình nghĩ ra rồi, chị ấy nói là em yêu anh, không sai, chính là ba chữ đó đó. Em yêu anh sao? Phong cách cổ điển, màu sắc thì không được đẹp mắt khiến người khác mắc ói, chiêu thức quyến rũ của cô ấy thực sự rất là kém. Chẳng lẽ cô ấy lại cho rằng, nhờ một đứa trẻ con đến thông báo thì mình sẽ không từ chối cô ấy sao? Đúng là vọng tưởng mà. Bên này Thời Tinh đi thì có một bóng đen đi theo sau cô lo lắng giả vờ ngồi xuống cột dây dầu, người đàn ông này đã đi theo mình suốt 3 con đường rồi. Sau đó cô đứng dậy chạy nhanh đi, bóng đen cũng đuổi theo đằng sau. A, bỗng cô va vào một lồng ngực, cô Thời, xem ra cô rất là giỏi trong việc va vào ngực của người khác để ôm ấp yêu thương nhỉ. Xin lỗi, do có người đang theo dõi tôi đứng ở phía sau này. Vậy sao? Anh ta nhìn đằng sau lưng cô không có một bóng người. Ủa, nhưng thật sự là có người theo dõi tôi mà. Cô cứng ngắc giải thích, tôi không có thói quen va vào ngực của người khác đâu, cô nghĩ mình thật sự không thích tiếp xúc thân mật với người khác, với trẻ con lại càng không thể, huống chi là đàn ông. Lệ Bắc Tầm thầm nghĩ, ngày hôm qua còn tặng quà cho mình rồi, mà còn nói em yêu anh nữa, hôm nay lại ra dáng vẻ người lạ không được lại gần, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình sao? Anh tiến sát gần lại rồi bảo, cô thật là biết diễn kịch. Không đúng, ngược lại Lệ tiên sinh, anh nửa đêm ăn mặc như vậy lại xuất hiện trước cửa nhà tôi là muốn gì? Lúc này hai cái đầu nhỏ ló ra, chị ơi, anh hai không đi tiểu ra được, hy vọng chị có thể giúp anh ấy. Cô ngạc nhiên nhìn cậu bé tiểu không ra sao. Có vài lần nó đi tiểu, nó đã gặp cô nên đã bị áp lực về tâm lý. Bác sĩ tâm lý yêu cầu cô phải luôn bên cạnh mỗi khi nó đi tiểu. Cô Thời cứ yên tâm, đợi nó đi tiểu xong chúng tôi sẽ đi ngay. Mặc dù anh nói như vậy nhưng, cậu bé liền cắt ngang lời cô, nhanh lên mau dẫn tôi đi tiểu đi, khó chịu quá. Trời ơi, đây là chuyện gì thế? Có chức năng làm nóng không? Không có, nhưng mà nó có thể tự rửa sạch được phải không? Tôi muốn được rửa đít sau khi đi vệ sinh đó, không có bất kỳ công năng đặc biệt nào cả, nó chỉ là một cái bồn cầu bình thường mà thôi, đây là lựa chọn duy nhất của em. Tất cả đều là do chị làm hại. Tôi thật sự xin lỗi mà. Chị quay đi chỗ khác đi, không được nhìn tôi phải chắc chắn rằng chị không nhìn thấy tôi đi tiểu, thì lúc đó tôi mới có thể tiểu ra được. Ừm, chị đi ra ngoài đi vừa ca hát, càng đi xa càng tốt. Hả, còn phải ca hát nữa sao? Khả năng ca hát của chị rất là dở, chỉ dừng lại ở trình độ của học sinh mà thôi. Không được sao? Nhưng tôi vẫn không thể tiểu được, mấy ngày nay tôi nhịn lâu lắm rồi, sắp không xong rồi. À, được rồi, một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vỡ cái cánh cho khô, được rồi, được cứu rồi. Thời Tinh thở dài, cuối cùng cũng được rồi, thật là thoải mái quá đi. Thấy anh nhìn mình, cô lên tiếng, cậu bé giờ đã ổn rồi. Chị ơi, cái tai nghe này của chị vừa mềm vừa thơm quá à, Tiểu Tú Cầu rất là thích,
Papa, hay là mình mua một cái tương tự về nhà đi. Thời Tinh không hiểu tai nghe gì chứ. Đã thấy Lệ Bắc Tẩm lên tiếng chê bai, cái tai nghe này nó dày quá, nếu phơi dưới nắng 3 ngày cũng không khô, không nên mua. Có phải là anh ta đang chê ngực mình nhỏ nên mới lót miếng đệm sao? Không, sai lầm rồi, tôi không hề nhỏ đâu nha. Anh ta lại bảo hơn nữa con hát cũng không khó nghe, không yêu cầu phải dùng cái này cả. Dạ, vâng ạ, anh ta còn dám chê mình hát khó nghe nữa sao? Sao không nhìn lại là ai đã bắt mình hát đi chứ? Cảm ơn cô đã trợ giúp, làm phiền rồi. Cái gì? Ở trước mặt thì anh ta lại châm chọc, còn sau lưng thì lại tỏ ra đứng đắn, như thế là thế nào? Ngồi trong xe, cô bé liền hỏi papa, ba cảm thấy chị ấy ca hát thật là khó nghe vậy sao? Nhưng con lại cảm thấy giọng hát của chị ấy rất là êm tai, tựa như tiếng suối chảy rất là trong trẻo. Xem ra con có vẻ rất thích chị ấy, ngay cả khi tiếng Trung của con cũng rất là tiến bộ. Đương nhiên rồi, chị ấy là ứng cử viên số 1 cho một người mẹ tương lai của con mà. Thật là ngốc mà, em gọi chị ấy là chị thì làm sao chị ấy có thể làm mẹ của chúng ta được chứ? Vậy thì em sẽ không gọi là chị nữa, mà sau này em sẽ gọi bằng gì, như vậy có được không? Cậu bé quay ra hỏi ba, ba cảm thấy sao? Anh chỉ mỉm cười mà không trả lời. Con đi ngủ sớm đi, bằng không sáng mai là dậy không nổi nữa, heo con lười biếng à? Dạ. Cái đó ba, việc yêu đương của ba con không có phản đối đâu, nhưng mà ba thật sự muốn để cho tiểu nữ nhân chuyên nhìn lén con đi tiểu làm mẹ của con sao? Nói nhảm cái gì đó, con mau lên lầu ngủ đi. Dạ, cậu bé thầm nghĩ là mình sợ hết hồn, cứ tưởng papa thật sự thích nữ nhân kia nữa chứ. Sáng hôm sau, phòng cửa Thời Tinh có một loạt tiếng gõ cửa. Ai vậy? Vẫn còn sớm mà. Cô mở cửa ra thì thấy dì chủ nhà. Cô Thời, tôi không có cho thuê căn nhà này nữa, cô có 3 ngày để dọn đi nhé. 3 ngày sao? Chẳng phải lúc trước đó dì nói sẽ báo trước 1 tháng sao? Trong vòng 3 ngày không thương lượng gì cả, nếu không thì toàn bộ số tiền đặt cọc của cô sẽ bị trừ hết, và tất cả đồ đạc sẽ bị ném ra ngoài đường. Được rồi, ai bảo đây là nhà của người khác chứ? Lúc này con trai ngốc của bà chủ nhà núp ở cánh cửa bước ra, chỉ cần cô, quen, với tôi sẽ nói với mẹ tôi không đuổi cô đi. Cô liền từ chối, không cần đâu, cũng may không nhiều đồ lắm, cũng kịp mà dọn đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, ai đó? Lại là tôi đây, cô đều phải đi rồi, chơi với tôi chút đi, tôi nhớ cô, tôi đã nghĩ về cô nhiều năm nay rồi. Tên tiểu ngốc tử này sức lực rất là mạnh, chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp để tìm cách và tẩu thoát thôi. Được, đẹp lắm, cô có đồng ý làm người yêu của tôi không? Thấy hắn đã buông tay ra chính là lúc này, cô bỏ cả vali rồi chạy xuống lầu. Đờ mờ, cô giỡn với mặt tôi sao? Hắn nhanh chóng đuổi theo Thời Tinh, giây sau đã túm được tóc cô rồi ấn ngã cô xuống đất. Hắn nhanh chóng vừa cười vừa xé áo của Thời Tinh, ha ha, oa thiệt là trắng quá đi. Cút ra, Thời Tinh hét lên rồi nhấc chân đá vào cổ quý của hắn, tiếng la đau vang lên thiệt là đau quá đi. Hắn cầm lấy chân nhỏ của cô, không muốn chơi cũng phải chơi. Hắn lại tiếp tục lột áo của cô, Thời Tinh cau mày giữ chặt áo. Chẳng mấy chốc cái áo đã bị xé rách, đừng có nhúc nhích, lớn quá, trắng quá chật, bàn tay của hắn nhanh chóng bị bẻ gãy răng rắc kèm theo tiếng nói thả cô ấy ra. Tên mập quay lại nhìn, mày là thằng nào? Buông tay tao ra. Lệ Bắc Tẩm không trả lời mà nhấc bổng hắn lên, ây ra mày muốn làm gì? Ba mẹ tao đang ở dưới lầu đó nha. Lệ Bắc Tẩm bình tĩnh thả tay ra, hắn liền ngã xuống lăn vòng mấy bậc thang, kèm theo tiếng la đau đớn. Lệ Bắc Tẩm giục Thời Tinh mau đi thôi, hắn tiến lại nâng cô dậy, chỉ thấy hai chân cô run rẩy, trong lòng vẫn còn nghĩ ngã từ trên lầu xuống vậy chắc chắn nó sẽ chết mất thôi. Cẩn thận, anh nói rồi, ẵm cô lên, cô cảm thấy thật là gần quá đi. Lệ Bắc Tẩm, anh có thể để tôi xuống dưới được không? Tôi có thể tự đi được mà. Cô đừng có mà miễn cưỡng nữa. Tên béo nằm dưới đất nhìn cảnh này liền lên tiếng mắng, tao nói cái đồ gái điếm này, sao mấy năm nay đều không chịu quen với tao, hóa ra là có tình nhân. Bình thường đồ gái điếm này giả vờ thanh cao như vậy, ai mà biết cô ta có khi nào mỗi ngày đều thay đàn ông như thay áo không? A, đau quá. Lệ Bắc Tẩm tiến tới giẫm gãy tay hắn. Trên xe Thời Tinh nhìn anh ta, tôi thực sự rất cảm ơn anh. Cô hẳn nên cảm ơn tôi, bởi vì nhìn cô bề ngoài trông rất là gầy nhưng mà khi bế lên thì không hề nhẹ chút nào. Tóm lại vẫn rất là cảm ơn anh, mình cao chỉ có 1m68, nặng 47,5kg, thử hỏi béo chỗ nào chứ? Muốn cảm tạ người khác phải xuất phát từ hành động thực tế, tiểu tú cầu la hét làm ầm ĩ yêu cầu cho bé tới đón cô, vì con bé muốn cùng cô cùng nhau ăn bữa sáng nếu không sẽ tuyệt thực. Cho nên, anh mới có thể xuất hiện ở đây đúng không? Lát sau trên bàn ăn cô bé liền khoe, em không biết chị thích ăn gì nên em đã yêu cầu bọn họ làm thật nhiều món ăn. Cảm ơn em. Chị à, chị đã gặp phải người xấu sao? Có giống với những kẻ xấu mà chúng em đã gặp ở nước ngoài không? Một người rất là đặc biệt, rất là xấu xa. Ba hãy để chị ấy chuyển về ở chung với chúng ta đi. Ba vừa bảo vệ chúng ta vừa bảo vệ cho chị ấy luôn. Không, tôi ăn sáng xong sẽ đi liền. Mình không hề có bất kỳ ý gì về phương diện này, Lệ Bắc Tẩm chắc sẽ không hiểu là mình muốn dọn đến đây để ở chứ. Mới nghĩ xong đã thấy anh ta ra lệnh, cho quản gia hãy chuẩn bị phòng cho Thời tiểu thừa đi, một căn phòng dành cho khách. Vâng, ông quản gia âm thầm nghĩ trước đây Lệ tiên sinh luôn đặt sự an toàn của tiểu thiếu gia và tiểu thư lên vị trí hàng đầu. Bất kỳ người nào vào đây cũng đều phải sàng lọc một cách nghiêm khắc, ngài ấy lại tùy tiện cho một vị tiểu thư lạ mặt vào ở, xem ra sắp có chuyện vui rồi đây. Lệ tiên sinh, tôi không thể ở đây. Lệ Bắc Tẩm nhìn cô rồi bảo, trên cổ tay của thằng ngốc kia có đeo một chiếc đồng hồ hiệu VC Heron Constantine kiểu mới nhất, giá trị khoảng 30 triệu, cô cảm thấy nhà họ thật sự có năng lực để mua cho hắn cái này sao?
Nghe vậy Thời Tinh mới nhận ra chắc ai đó đã cho hắn lợi ích. Đầu tiên là mình bị một người theo dõi, sau đó là bị lấy lại căn nhà đang thuê và suýt chút nữa là bị thằng mập đó cưỡng hiếp. Tất cả những điều này không phải là sự trùng hợp. Anh lại hỏi cô đã đắc tội với ai sao? Cô suy nghĩ một chút rồi nói không có. Hãy ở lại đây đi, trừ khi cô đã tìm được một nơi khác an toàn hơn so với ở đây. Lệ Gia, ngài yêu cầu tôi điều tra lai lịch của Thời tiểu thư, tôi đã điều tra ra được rồi. Cô Thời là đại tiểu thư của Thời gia ở Thanh Nam, sự giàu có của Thời gia đều dựa vào việc sản xuất mỹ phẩm, gia tộc này rất là có máu mặt trong giới doanh nhân. Thời tiểu thư cùng với thiếu gia Hà gia có một hôn ước, nhưng năm 18 tuổi đột nhiên bị Thời gia đuổi ra khỏi nhà và hôn ước đó cũng bị hủy bỏ đi. Anh ta hỏi nguyên nhân là cái gì? Không điều tra ra được, tất cả mọi người trong hai gia tộc đều bịt kín chuyện này như bưng, bọn họ vô cùng kiêng kỵ, người hầu cũng thay đổi liên tục nên một chút cũng không thăm dò được. Lệ Bắc Tầm nhìn hồ sơ của Thời Tinh, từ một hào môn thiên kim đã lưu lạc thành một người có hoàn cảnh như hiện tại, rốt cuộc là cô ấy đã trải qua biến cố gì? Tốt nhất để cho cô ấy ở lại đây, cũng sẽ là tốt hơn để tiểu thú cầu cách vài ba ngày lại đi tìm cô ấy, dưới mí mắt mình chung quy vẫn an toàn hơn. Thời tiểu thư có thể gọi tôi là lão cao không sao cả, cô có thể gọi tôi bất cứ khi nào cô cần. À đúng rồi tiểu thư à, tiểu thư cố ý phân phó cho ta sắp xếp cho cô được ở bên cạnh phòng của cô ấy, còn phòng của tiên sinh thì ở bên phải của cô. Lệ Bắc Tầm thật khiến cho người ta thật là khó hiểu mà, cô không nhìn thấu được, anh ta ở bên cạnh phòng của mình tối đến làm sao mình có thể ngủ được chứ. Cô sờ lên chỗ trán bị đau sau đó đi ra khỏi phòng, xin hỏi rượu thuốc ở đâu, hoặc là dầu hồng hoa cũng được. Quản gia đáp để trong cái dương thuốc trong một căn phòng ở dưới lầu, để tôi đi lấy dùng cho cô. Không cần đâu, ông cứ chăm sóc cho tiểu tú cầu đi, tôi tự mình đi tìm được rồi. Cô mở cửa đi vào thì thấy Lệ Bắc Tầm ngồi ngủ trên sofa, uống say sao lại ngủ trong phòng chữ đồ thế nhỉ. Sau đó cô đi lục ngăn kéo tìm thuốc, sau đó cô bị anh ta kéo lại rồi đẩy lên ghế sofa. Cô ngơ ngác nhìn anh, còn anh ta thì thầm nghĩ nửa đêm chạy vào phòng sách là muốn quyến rũ mình sao? Lệ tiên sinh, hãy để tôi giải thích, cô nói đi. Tôi vào phòng chữ đồ tìm dương thuốc, xin hỏi để ở nơi nào? Ở phía bên kia cầu thang, cô đi nhầm chỗ rồi. Cảm giác như ánh mắt của anh ta thật sự rất là nguy hiểm, đợi đến khi mình tìm được kẻ giả thần giả quỷ đang theo dõi, mình sẽ lập tức rời khỏi đây ngay, không thể ở lại đây lâu được nữa. Tiểu thư muốn mời cô qua phòng cô ấy một chuyến, nếu không cô ấy sẽ không chịu mặc quần áo. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy có rất nhiều hầu gái mà. Hơn nữa tôi lại không có kinh nghiệm, tôi sợ làm bị thương cô gái bé nhỏ ấy. Ừm, Thời tiểu thư nói đúng, chỉ có điều là tiểu thư của chúng tôi trông rất là đáng thương, cô ấy luôn khao khát có một người chị hoặc một người gì, mà nó thích luôn đi theo bên cạnh cô ấy, nhưng điều ước khiêm tốn ấy vẫn chưa một lần thành hiện thực được. Thời Tinh đổ mồ hôi nhìn quản gia, vậy thì tôi sẽ qua đó liền. Chị ơi, chị dẫn em đi rửa mặt đánh răng có được không chị? Ừm, nhà vệ sinh của em nằm ở đâu? Ở bên kia kìa. Thời Tinh bế cô bé về hướng đó, cô mở mảnh rèm ra thì thấy Lệ Bắc Tầm cười ha ha. Á, cái người phụ nữ này nhìn lén tôi tiểu còn chưa đủ sao, mà nay lại còn muốn nhìn lén tôi và ba tôi tắm rửa sao? Cái đó, mọi người cứ tắm trước đi, tôi không có quấy rầy nữa. Chị ơi, chị chưa giúp em rửa mặt đánh răng mà. Papa, vừa rồi con có thơm chị ấy một cái, mùi hương của chị ấy thiệt là thơm quá đi. Còn nữa, khuôn mặt của chị ấy rất là mềm mại, lại còn trơn láng như trứng gà bóc, con rất muốn hôn chị ấy thêm một lần nữa ạ. Phải không? Câu chuyện đó đã qua lâu rồi, sao giống như có một lực nào đó đánh mạnh vào không thể nào quên được. Vừa nghĩ xong anh ta đột nhiên xuất hiện, Thời tiểu thư, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Hả? Lệ tiên sinh, cô không biết anh ta lại muốn làm cái gì vậy chứ? Mời vào, tôi muốn sấy tóc nhưng lười gọi người hầu lên, cô giúp tôi lấy đồ đi. Sao? Ừ, cô nghĩ ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cũng chẳng có tư cách gì để mà cự tuyệt yêu cầu của chủ nhà. Lệ tiên sinh, đây là quần áo của anh. Ừ, bỗng anh giữ tay cô rồi ép vào tường, Thời Tinh hốt hoảng hỏi Lệ Bắc Tầm, anh muốn làm gì chứ? Anh ta đây là có ý gì chứ? Nếu sớm biết như vậy mình thà ngủ ngoài đầu đường xó chợ còn hơn, đầu tiên là mình bị theo dõi sau đó là mém nữa bị cưỡng hiếp rồi, Lệ Bắc Tầm lại tự tình cờ xuất hiện, đợi đã có thể có quá nhiều trùng hợp như vậy, có khi nào đó chính là cái bẫy đều là anh ta thiết kế ra không? Lúc này sức mạnh của một nam nhân và nữ nhân chênh lệch rất là nhiều, nếu mình cứ cố gắng chống cự thì mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Lệ tiên sinh, sáng nay ngủ dậy tôi còn chưa kịp đánh răng nữa đó, mà tối hôm qua ngủ tôi cũng không có tắm rửa gì hết. Hơn nữa con người tôi không thích gội đầu, việc một tháng mới gội đầu một lần đối với tôi là chuyện bình thường, không gội đầu trong một năm đang là mục tiêu tham vọng mà tôi đang theo đuổi đó. Cô cũng không tin khẩu vị của anh ta có khả năng chịu đựng được đâu. Anh ta không quan tâm những gì cô nói, đôi môi liền áp sát lại, thấy vậy Thời Tinh hoảng hốt quay đầu đi. Lệ Bắc Tầm, anh đúng là đồ khốn nạn mà. Anh ta cười nhạt ha ha, cô cũng thật là biết cách diễn kịch á. Ở trước mặt tôi thì chơi trò lạt mềm buộc chặt, sau lưng thì lợi dụng tiểu tú cầu thay mình gửi lời tỏ tình dùm, đây chính là thủ đoạn của cô sao? Cô không hiểu cái gì mà diễn kịch, cái gì mà tỏ tình chứ? Chứ không phải là cô nói cô yêu tôi sao? Ai yêu anh chứ? Anh tự mình đa tình rồi đó. Lệ tiên sinh độc thân lâu năm dễ dàng làm cho anh sinh ra ảo giác, dễ xúc động, đầu óc không thanh tĩnh, đây là bệnh anh cần phải mau đi điều trị đi. Quần lót cũng đã tặng, cô còn phủ nhận sao? Nói rồi anh kéo ngăn kéo lấy ra, sao màu sắc lại chói mắt quá vậy? Nhưng đây tuyệt đối không phải là gu thẩm mỹ của mình mà. Lệ tiên sinh có nhớ nhầm không? Tôi tuyệt đối không thể tặng quà cho anh, lại càng không thể mua lại quần lót màu mè loè loẹt hoa lá hẹ như vậy được. Cô đã nhờ tiểu tú cầu chuyển nó đến cho tôi rồi, còn nhờ con bé giúp cô thổ lộ ba chữ nữa. Tôi hoàn toàn cho rằng cô đây là đang muốn quấy rối tôi. Tiểu tú cầu à?
tôi hiểu rồi, Lệ tiên sinh à. Tôi chỉ muốn Tiểu Tiểu Tú Cầu chuyển lời đến cho anh ba chữ cảm ơn anh mà thôi. Còn nữa, quần lót này là của Hứa Tình Tình tặng cho anh. Cô ấy chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp giải vây cho cô ấy. Cô ấy thích phong cách cổ điển nên mới tìm những đồ vật như thế này để làm quà tặng. Điều này không có gì là lạ cả. Lệ tiên sinh, nếu anh không tin, thì tôi sẽ gọi cho cô ấy để anh có thể hỏi cô ấy một câu. Không cần gọi đâu. Ấy, anh, con người của anh quả thật là, tôi có một phương pháp xác minh nhanh hơn. Dứt lời anh ta cúi xuống hôn cô. Thời Tinh kháng cự buông tôi ra đi. Đã xác minh xong rồi, cái này, Lệ tiên sinh đã kiểm chứng như thế nào rồi? Anh ta nói hai chữ xin lỗi rồi rời đi, cô nghĩ Hứa Thiến Thiến này thiệt là đã hại chết mình rồi mà. Ba ba, tại sao chị ấy lại rời đi một cách vội vàng như vậy chứ? Mà ba, buổi tối con có thể ngủ chung với chị ấy được không? Cơ thể của chị ấy mềm mại quá đi. Không thể nào được đâu. Tại sao chứ? Đã đến giờ đi học rồi. Hừ, chắc là mọi người đang ganh tị khi thấy con được hôn chị ấy chứ gì? Lệ Vân Cẩm chán ghét nói có gì hay đâu mà phải hôn. Còn Lệ Bắc Tầm thì suy tư hôn sao? Cũng mềm mại lắm. Cô em ơi, đây là nước xúc miệng chứ không phải là nước dùng để uống đâu đó nha. Tôi biết rồi, cảm ơn nha. Ực, thật ra là Thời Tinh đang hy vọng đây là chai thuốc trừ sâu để có thể tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn và hơi thở mà Lệ Bắc Tầm còn đọng lại trên môi của mình. Ngày hôm nay chúng ta có một lô hàng mới về mẫu mới, cô em có muốn lấy thử một cái không? Đó là cái gì vậy? Là một loại đèn pin nhỏ sao? Cái này là gậy sói tạo điện giật mới nhất đó nha, trong vòng một giây có thể phóng ra một lượng điện đánh bại cả một con trâu đó. À, mau lấy cho tôi một cái đi. Thời Tinh, tôi đúng lúc lắm, mau đi thay quần áo đi, ở lầu 5 không đủ người phục vụ, cô mau đi hỗ trợ đi, nhân viên pha chế ở lầu 1 tôi đã điều người khác làm rồi. Nhưng mà tôi, cô muốn đến đây để xin thôi việc mà. Có chuyện gì thì hãy để hết giờ làm việc hãy nói. Thời Tinh thở dài, hài, bây giờ thì cứ làm một ca cuối cùng trước khi xin nghỉ việc vậy. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, đây là tay đàn ông, sao phòng thay đồ của nữ lại có đàn ông chạy vào đây? Hay đây chính là cái tên biến thái theo dõi mình lúc trước, nghĩ rồi Thời Tinh nhanh chóng lấy ra cây phóng điện vào tên đó. Thì ra anh chàng này là Hà Tinh Trạch, cây phóng điện khi sạc đầy điện có thể quật ngã cả một con trâu. Nhưng vì lượng điện không đủ thì người bị điện giật trong nháy mắt chỉ bị tê mỏi, và các hành động của đối phương trở nên chậm chạp. Giây sau anh ta ngồi dậy, xin hỏi đây là nơi nào? Phòng số 1 ở đâu thế? Thời Tinh biết anh ta mắc chứng quáng gà rất là nghiêm trọng, căn bản là không nhìn thấy rõ ràng đường đi, xem ra là đi nhầm chỗ. Anh ta vừa đi ra vừa gãi đầu, có vẻ như mình đã đi nhầm chỗ và bị điện giật rồi, nhưng sao mùi hương thoang thoảng đâu đây nghe quen thuộc quá. Cô nhớ lại hồi ức, Tinh Trạch à, buổi tối anh đều nhìn không rõ. Như vậy chẳng phải sau này anh sẽ bị mù nửa ngày rồi sao? Không sao đâu, chỉ cần anh có em bên cạnh là được rồi mà. Cuộc đời này em chính là đôi mắt của anh. Mình còn nghĩ về những điều đó để làm gì nữa chứ? Đừng quên hiện tại Tinh Trạch và Thời Vũ bọn họ đã hại mình ra nông nổi như thế này. Lúc này cô bé Lệ Vân Tú vui vẻ chạy tới gọi chị ơi, Tiểu Tú Cầu à. Chị đừng có nhìn nữa, ba ba của em đang ở trên lầu, anh hai thì cũng đang ở bên kia, em lén lén đến đây để tìm chị đó. Chị đâu có tìm bọn họ đâu. Chị không cần phải giải thích đâu, em biết là chị đang nghĩ đến bọn họ mà. Bỗng có tiếng quản lý gọi Thời Tinh, thay xong quần áo rồi thì mau tới đây. Thôi chị đi làm việc đây, em ngoan ngoãn là ở trên lầu chơi đi nha, đừng chạy lung tung đó nha. Em sẽ ngoan ngoãn chờ chị ở đây, chị mau đi làm việc đi. Thời Tinh nghĩ nơi đây là đế hào, là địa bàn của Lệ Bắc Tầm, chắc không ai dám gây khó xử cho tiểu công chúa đâu. Phòng bao ở đằng kia, mau đi vào đi. À vâng, phòng bao số 1 sao? Vừa tới cửa cô đã nghe thấy giọng nói này là của Quý Phiên Phiên, sao chứ hả, chính là tôi đó, chính tôi đã tìm người xử đẹp Thời Tinh đó. Cô bạn bên cạnh liền cười ha ha hỏi cô đã xử lý Thời Tinh như thế nào. He he thì cũng đơn giản thôi, tôi tìm người theo dõi cô ta, hù dọa cô ta, bắt chủ nhà tống cổ cô ta ra khỏi nhà, chính là thằng con ngừa nghịch ngu ngốc của bà chủ nhà, chỉ cần cho hắn chút tiền chuyện gì mà hắn không dám làm chứ. Ngay cả đàn bà hư hỏng giày rách hắn cũng dám. Nghe xong Thời Tinh cầm chai rượu đạp tung cửa phòng, sắc mặt đằng đằng sát khí nhìn cô ta. Hu hu, chị ấy không để ý đến em nữa rồi hu hu, anh trai vội dỗ dành đừng khóc, bà chị này đúng là, cậu bé liền chạy lại đẩy ngã Thời Tinh, bà chị xấu xa kia, sao lại dám chọc cho Tiểu Tú Cầu khóc như vậy chứ hả? Thời Tinh bị ngã vô tình môi hai người chạm vào nhau, anh thầm nghĩ mùi hương rất là quen thuộc liền hôn cô, trong lòng nghĩ chẳng lẽ, chính là cô ấy. Thời Tinh bàng hoàng nhìn anh ta, cô đứng lên chạy đi còn không quên mắng, Lệ Bắc Tầm, anh đúng là khốn kiếp mà, anh ta cảm thấy, cô ấy rất quen thuộc rất giống như cô gái của 6 năm về trước, con trai không hiểu nhìn chằm chằm papa, papa đã hôn bà chị xấu xa kia sao chứ? Hãy điều tra một chút về Thời Tinh, tôi muốn có toàn bộ thông tin của cô ấy, mặt khác hãy tìm lý do để đưa Thời Tinh tiến cử vào Lệ gia. Cậu bé nghe được papa gọi điện thoại thì lo lắng, chẳng lẽ nữ nhân xấu xa kia sẽ trở thành mẹ kế của chúng ta sao? Nhất định phải xác minh cho bằng được Thời Tinh có phải là cô gái của 6 năm về trước hay không. Tiểu thư, đây là nước xúc miệng chứ không phải là nước dùng để uống. Hài, chắc là bị sinh vật nào đó cưỡng hôn rồi đây mà, như là bạn trai cũ chẳng hạn. Thật ra Thời Tinh đang hy vọng đây là một lọ thuốc khử trùng để tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn trong miệng và nếu có thể thì hãy tiêu diệt luôn cả Lệ Bắc Tầm kia luôn đi. Đây là cây gậy sói tạo điện giật, hàng mới về, chỉ cần một giây thôi là có thể phóng ra một lượng điện có thể hạ gục được một con trâu đó nha. Có cái này rồi, cho dù là một nam nhân cường tráng thì cũng không thể nào lại gần cô được đâu đó nha. Ha 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 ha, có cái này rồi sẽ không sợ Lệ Bắc Tầm làm bậy nữa, anh ta lại nói thêm, hắc hắc hắc, có gậy sói phóng điện giật rồi thì đừng nói là nam nhân, ngay cả con voi cũng chết ngất. Được, tôi lấy một cây.
Lúc này chủ nhà tới tìm Thời Tinh. Thời tiểu thư, tôi muốn lấy lại nhà để ở, không cho thuê nữa, tôi cho cô 3 ngày để dọn đồ đi. 3 ngày. Trên hợp đồng có ghi rõ nếu không cho thuê nữa thì phải báo trước 1 tháng mà. Nhà này là nhà của tôi muốn cho thuê hay không là chuyện của tôi, nếu 3 ngày sau cô vẫn không đi thì tôi sẽ quăng đồ của cô ra khỏi nhà. Thời Tinh thở dài, ai biểu đây là nhà của người khác làm chi, chỉ có thể. Cô đang mở chìa khóa vào nhà thì có một bàn tay giữ tay cô lại, hắn ta cười xấu xa nhìn Thời Tinh, chỉ cần cô ngủ với tôi, ngủ, thì mẹ tôi sẽ không đuổi cổ đi. Ha ha, Thời Tinh tức giận hất tay hắn ra, hắn giữ người cô dám đẩy tôi sao? Hắn nhanh chóng lao tới chỗ Thời Tinh muốn sàm sỡ cô, lúc này Thời Tinh nghĩ tới cây gậy sói phóng điện giật mới mua của mình, nhưng chưa kịp lấy đã bị hắn đè ngã xuống hôn chụt, cây gậy văng ra xa khiến Thời Tinh cố với lấy, nó lăn tới chỗ bà chủ nhà, bà ta vừa hút thuốc vừa nhìn Thời Tinh, "Dì chủ nhà mau cứu tôi với." Nhưng bà ta lại cười híp mắt, "Con trai ngoan mau chơi nó đi ha ha." Thời Tinh nghe vậy thì hoảng sợ, "Đừng mà." Nước miếng của tên béo dính đầy lên mặt cô chỉ biết hét lớn "Đừng mà." "Không, không." Thời Tinh cắn răng đẩy hắn ra, cô đưa chân đá vào háng hắn và nhanh chóng nhặt lấy gậy phóng điện bấm dẹt dẹt vào tên mập, "Đồ gái điếm dám lấy điện công kích con trai ta." Thời Tinh đẩy bà mẹ của hắn ra một bên, "Cút ra." Cô nhanh chóng bỏ chạy ngoảnh mặt lại phía sau vẫn thấy một bóng đen chạy theo cô. Bả vai của Thời Tinh nhanh chóng bị túm lấy, cô sửng sốt hét lên "Đừng có qua đây, Lệ Bắc Tầm, sao lại là anh?" Bác sĩ tâm lý nói Vận Cẩm có chứng ngại tâm lý đối với việc đi vệ sinh, đề nghị em đi chung với nó, anh ta thầm nghĩ nếu không phải mình trùng hợp đến, làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng, anh quan tâm hỏi vẫn còn đi được chứ. Chân tôi mềm nhũn rồi. Tôi không muốn quay về. Không về, mà sẽ đi nhà họ Lệ, đợi tí bảo Eric điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Papa, vì sao cô ta lại ở trong nhà mình? Ai bảo con không có tiền đồ, bị nhìn có một lần thôi mà bị mắc chứng ngại về tâm lý. Mau đi toilet đi, hừ, chị đi xa một tí, không được nhìn tôi phải xác nhận chị không nhìn thấy tôi tiểu thì tôi mới có thể tiểu được. Chị đi ra ngoài, vừa đi vừa hát, chị càng đi càng xa, tôi mới tiểu được, còn phải hát sao? Quả là bản tính trẻ con, không được sao. Nhưng tôi tiểu không ra, tôi nhịn lâu lắm rồi, sắp không xong mất. Thời Tinh bắt đầu hát, từng ngôi sao sáng lấp lánh, cả bầu trời đều là ngôi sao nhỏ, thắp sáng trên không trung như có nhiều con mắt nhỏ, bên trong cậu bé thở phào vì đã đi tiểu được. Thời Tinh đi tới góc tường thì đụng mặt Lệ Bắc Tầm, cô sửng sốt lúng túng nói nó đã khỏe hơn rồi, hôm nay, cảm ơn anh, quần áo sau khi giặt sạch sẽ trả lại cho anh, tôi đi trước đây. Tôi đã bảo trợ lý giúp cô trả phòng, hành lý đợi tí nữa sẽ được đưa đến, tôi phải đi công tác cần cô chăm sóc mấy đứa nhỏ giúp tôi vài ngày, sẽ được tính lương. Tôi, bỗng anh ta có điện thoại liền rời khỏi nghe máy. Thời Tinh thở phào được thôi, dù sao bây giờ cũng không có nhà để về, chỉ có thể ở đây trước, có thời gian thì lại đi tìm chỗ ở mới. Bên góc này anh đang nghe trợ lý báo cáo Lệ gia, con trai bà chủ nhà muốn cưỡng hiếp Thời tiểu thư dùng gậy điện làm bị thương con trai bà ta, bà chủ nhà nói Thời tiểu thư cố ý gây thương tích với người khác, ở trước cửa nhà mắng những lời rất khó nghe, Lệ gia, cần tôi xử lý không? Không, ta đích thân qua đó, xung quanh anh tỏa ra khí lạnh. Lát sau trên sân thượng một tòa nhà, đau, mẹ cứu con hu hu thả ta ra, đừng có đánh con trai ta, các người là ai? Không biết chúng tôi có người chống lưng sao? Còn không mau thả con trai ta xuống. Lệ Bắc Tầm nhìn bà ta rồi hỏi kẻ chống lưng sao? Chuyện của Thời Tinh là ai sai khiến các người làm? Ha ha, quả nhiên cô ta là đồ gái điếm chuyên quyến rũ người khác. Ta nói cho ngươi nghe cô ta đã bị con trai ta. Còn chưa nói xong đã bị Lệ Bắc Tầm tiến tới ấn mặt bà ta xuống đất. Á, các ngươi lại dám? Anh trợ lý lấy ra tờ giấy chỉ cho bà ta xem. Người chồng ham mê cá độ của bà đã đem nhà cửa thế chấp cho chúng tôi. Hả, cái gì? Lệ Bắc Tầm ra lệnh cho người vứt bọn họ ra ngoài. Bên ngoài một tên rách nát đang bưng chén cơm vui vẻ cảm thán thật không dễ dàng gì có chén cơm này. Lúc này hai tên vệ sĩ vứt hai mẹ con bọn họ ra chúng vào tên bưng cơm. Ai dô eo của tôi, trời ơi cơm của tôi, hắn ta tức giận vỡ lấy cây gậy. Đàn bà xấu xa, lại dám phá vỡ chén cơm của ta, ta đánh chết ngươi. Á, đừng có đánh hu hu. Lệ gia, đã 9 giờ rồi, bây giờ đến sân bay không? Việc còn lại giao hết cho ngươi xử lý. 3 ngày sau, tiểu tú cầu, papa đã xuống máy bay rồi lập tức sẽ đến đây. Papa về rồi sao? Về rồi, mình cuối cùng cũng có thời gian đi tìm nhà. Thời Tinh liếc nhìn túi quà trên ghế, xém tí thì cô quên mất. Tiểu tú cầu, cái này em giúp chị đưa cho papa em nhé. Cô nhóc tò mò hỏi đây là cái gì? Chị cũng không biết, nhân viên của papa em hứa Thiến Thiến vì muốn cảm ơn papa em giúp đỡ, nên tặng cho papa em. Tiểu tú cầu nhớ giúp chị cảm ơn papa em nhé, nói cảm ơn papa em là được, nhớ chưa nè? Dạ, cảm ơn papa em nhớ rồi. Cuối cùng cũng xuất viện rồi vui quá đi, đáng tiếc chị có việc nên không thể cùng nhau về, cậu bé không vui hừ một tiếng, có chuyện gì chứ, cô ta nhất định biết papa quay về nên trốn đi, anh nói nhảm chị có tặng quà cho papa, không thể nào trốn đi được, cậu bé ngạc nhiên cô ta tặng quà cho papa làm gì, chị nói, thích papa cho nên nhờ em đưa quà cho papa, ý của cô ta là gì, thích mình muốn bày tỏ sao, cô ta nhất định muốn làm mẹ kế của mình mới không cần, đừng có đưa nó cho papa, không được đây là của chị tặng cho papa. Hai đứa trẻ giành nhau chiếc hộp bị rách ra, một đàn quạ bay ngang qua đầu, chỉ thấy chiếc quần xịt đã văng lên đỉnh đầu của Lệ Bắc Tầm khiến anh ta cũng đen mặt. Anh ta liền lái xe tăng tốc độ, papa lái xe đáng sợ quá, còn sợ hu hu hu, papa, trên đầu ba có thứ xấu xí giống quần lót quá đáng sợ quá. Về đến nhà anh mở cửa cái rầm, cô ngạc nhiên nhìn, Lệ Bắc Tầm anh làm gì thế?
Anh tiến tới giữ hai tay cô lên đỉnh đầu rồi ép lên tường, hỏi tôi sao? Tôi thấy cô thiếu dạy dỗ đấy. Anh đường đường là giám đốc mà cợt nhả vậy sao? Bàn về chuyện cợt nhả tôi so được với cô sao? Chân trước nói thích tôi, chân sau giả vờ mất trí nhớ, định ở trước mặt tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Ai lạt mềm buộc chặt? Ai thích anh chứ? Anh liền lấy ra cái quần lót, đây là thứ mà cô bảo tiểu tú cầu tặng à? Cô nhìn chằm chằm nó, đây cũng quá xấu rồi, sao có thể là sở thích của mình chứ? Cô tặng tôi thứ này là muốn để tôi cởi quần áo mặc cái này cho cô xem sao? Hay là nói cô muốn đích thân mặc nó cho tôi? Đây không phải tôi tặng, quà mà tôi bảo tiểu tú cầu đưa cho anh là của Hứa Thiến Thiến nhờ tôi đưa, cô ấy muốn cảm ơn anh chuyện giúp cô ấy giải vây lần trước. Cô lấy tay đẩy anh ra rồi nói tiếp, bình thường Hứa Thiến Thiến nhiều ý tưởng cổ quái, tặng ra loại đồ kỳ lạ vậy cũng không có gì lạ, còn có, tôi bảo tiểu tú cầu nói cảm ơn anh, không có nói thích anh. Lệ Bắc Cẩm vẻ mặt vẫn dại ra, anh không có ấn tượng với ai tên Hứa Thiến Thiến cả, nếu anh không tin, tôi có thể gọi điện cho Hứa Thiến Thiến. Cô không tìm hiểu kỹ đó là gì lại dám tùy tiện tặng cho tôi sao? Tôi cho cô trừng phạt nhỏ, nhớ đừng có lấy đồ lung tung của người khác đến tặng cho tôi. Dứt lời anh liền hôn cô khiến cô tròn mắt nhìn, anh thầm nghĩ vẫn là mùi vị quen thuộc, vì sao cha không được? Anh nhớ lại đã hỏi trợ lý chuyện Thời Tinh cha ra được gì không? Thời tiểu thư là đại tiểu thư của nhà họ Thời ở thành Nam, dựa vào việc buôn bán mỹ phẩm mà phất lên, ở trong nước cũng xem như có mặt mũi. Thời tiểu thư và thiếu gia nhà họ Hà đã đính hôn bằng miệng, nhưng năm 18 tuổi đó Thời tiểu thư đột nhiên bị nhà họ Thời đuổi ra khỏi cửa, hôn ước liền bị hủy bỏ. Lệ Bắc Cẩm hỏi nguyên nhân. Không tra được, toàn bộ người của hai nhà họ Thời và Hà đều giữ kín như bưng chuyện này, còn ra lệnh không được nhắc đến, toàn bộ người làm đều được đuổi hết, một chút tin tức cũng không tra ra được. Lúc này anh thò tay sờ vào trong áo cô, cảm giác động chạm này khiến Thời Tinh bừng tĩnh. Không, cô vội kháng cự đẩy anh ta ra, không, ác mộng lặp lại lần nữa. Anh dừng lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô rồi gọi Thời Tinh, giây sau liền bị vào mặt bốp một cái, Thời Tinh mắng đồ xấu xa. Cô bỏ chạy ra khỏi phòng, anh nhìn theo bóng dáng cô ấy đã trải qua chuyện gì? Sao lại trở nên như vậy? Ở phòng thay đồ của nhân viên Đế Hào, hai, mình chỉ là một người pha rượu còn phải làm công việc phục vụ này. Còn phải tìm nhà ở, nhà họ Lệ nhất định không thể ở được nữa. Một bàn tay giơ trước mặt cô, Tiểu Tinh, là em sao? Cô nhận ra là Hà Tinh Trạch, anh buông tôi ra. Vì sao lại phản bội anh? Vì sao lại lên giường với người khác? Anh uống say rồi, thả tôi ra. Em chỉ có thể là của anh phải mạnh mẽ xâm chiếm em để em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh. Thời Tinh run rẩy cố gắng với lấy cây gậy phóng điện trong túi sách, cô cầm lấy rồi bấm xoẹt xoẹt vào người bạn trai cũ. Cô nhớ lại hồi ức, Tinh Trạch, anh sẽ luôn thích em chứ? Đương nhiên rồi. Tinh Trạch, cô đi đi, tôi không thích người phụ nữ không sạch sẽ. Ha ha, ban đầu mình thật sự mắt bị mù nên mới yêu hắn, nghĩ rồi cô đạp cho hắn một trận, miệng lẩm bẩm mắng cha nam, rác rưởi, cặn bã. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi Thời Tinh thay xong thì mau ra đây giúp đỡ, đến liền. Vừa bưng rượu được một đoạn cô bị tiếng gọi chị làm giật mình, Tiểu Tú Cầu. Sao em lại ở đây? Chị đừng nhìn nữa, papa đang ở trên lầu làm việc, anh trai cũng ở đó, em lén lén chạy đến đây tìm chị đấy, chị không có hỏi họ, chị đừng giải thích nữa, em biết chị đều nhớ họ mà. Chị phải đi làm việc, em ngoan ngoãn quay về nhé, đừng có chạy lung tung. Dạ dạ, phòng VIP số 1 chính là ở đây rồi, đứng ngoài cửa Thời Tinh nghe thấy tiếng nói, Tinh Trạch, sao anh lại bị thương rồi, uống nhiều quá không cẩn thận bị ngã, không sao đâu, Thời Tinh cảm thấy đúng là trùng hợp thật. Mọi người nhất định không biết trước đó tôi đã gặp được ai đâu, Thời Tinh nhận ra giọng nói này là Quý Phiên Phiên, là Thời Tinh, không ngờ chứ gì, cô ta lại còn mặt mũi sống qua ngày, đã bị tên đàn ông giả chơi tàn tạ, còn không mau đi tìm dây để treo cổ chết luôn đi, cô ta ghê tởm như vậy sẽ không bị bệnh chứ. Ai mà biết được, ngay cả con trai bà chủ nhà cũng chê cô ta dơ, cũng may tao cho đủ tiền thằng ngốc đó mới chịu đôi giày rẻ rách đó. Lần này không tin cô ta còn có mặt mũi nào ở Lạc Thành này, nói không chừng người ta còn rất hưởng thụ, ha 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 mày nói đúng lắm. Bỗng tiếng đạp cửa phòng dầm một cái, Thời Tinh cầm chai rượu mặt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn cô, ái chà đây không phải Thời tiểu thư sao? Sao lại chạy đến đây làm thêm, chẳng lẽ tên đàn ông già đó chơi chán cô rồi nên cô đến đây tìm người khác sao? Vừa dứt lời thì bang một tiếng, Thời Tinh đập vỡ chai rượu rồi tóm lấy Quý Phiên Phiên đè cô ta xuống sàn nhà, mặc dù sợ xanh mặt nhưng à ta vẫn lên tiếng hỏi cô định làm gì. Thẹn quá hóa giận sao? Muốn giết tôi à? Giết cô như vậy thì quá nhẹ nhàng với cô rồi. Quý Phiên Phiên liền hoảng sợ hét lớn à cứu mạng. Thời Tinh lạnh mắt nhìn cô ta, đâm mù mắt thì hời cho cô quá, chi bằng hãy để tôi cắt cái lưỡi của cô đi, để xem cô có còn dám nói lung tung nữa không. Đừng mà, cứu mạng. Đủ rồi, Tinh Trạch tiến lên nắm tay Thời Tinh, quậy như vậy đã đủ chưa? Quý gia không phải là người để cho cô có thể đắc tội được đâu. Buông tay tôi ra, chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Tưởng rằng tôi sẽ dễ dàng nén giận như 6 năm trước sao? Cô không thể nói lý được sao, giải tán đi. Thời Vũ nhìn anh ta, Tinh Trạch sao lại có thể giúp cô ta giải vây được chứ? Phiên Phiên à, mình thay mặt chị gái của mình xin lỗi cậu nha, chị ấy không có cố ý làm cho cậu cảm thấy khó xử đâu. Dựa vào cái gì mà cậu lại đi xin lỗi tôi chứ? Quý Phiên Phiên chỉ vào mặt Thời Tinh, rõ ràng là cô ta sai hoàn toàn, đồ gái điếm vạn người cưỡi, cũng sinh ra nghiệt, một cái tát văng lên cắt ngang câu nói của à, đồ miệng chó phun không ra ngà voi mà. Thời Vũ ôm lấy Quý Phiên Phiên, chị à, sao chị lại có thể đánh người như vậy được chứ? Tôi đánh đó là người sao? Rõ ràng là con chó điên cắn người lung tung. Cô em gái lại bắt đầu thảo mai, Tinh Trạch, chị biến thành người như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm, chúng ta liệu có thể giúp được gì cho chị ấy không?
Quý Phiên Phiên nghe vậy thì không đồng ý, cái gì mà khổ tâm, cô ta chẳng phải là một kẻ đê tiện thiếu tiền mới hóa điên như vậy sao? Tinh Trạch lấy ra một sấp tiền đưa cho Thời Tinh, rời khỏi thời gia cô như thế nào lại biến thành như thế này được chứ? Mau cầm lấy tiền rồi cút đi. Thời Tinh chật chật rồi hất tay sấp tiền đó, mau lấy những đồng tiền của anh đi, nhìn thấy là buồn nôn. Hu hu Tinh Trạch, em xin lỗi, lẽ ra em không nên kêu anh giúp chị ấy, xin anh đừng trách chị của em nha. Quý Phiên Phiên cũng lên tiếng, con tiện nhân này thật không thể nói lý nữa rồi. Tinh Trạch tức giận nghiến răng, năm đó như thế nào tôi lại có thể yêu một loại con gái này kia chứ? Thời Tinh cười lạnh, từng yêu một cha nam như anh đây mới chính là vết nhơ của cuộc đời tôi. Mau xin lỗi Phiên Phiên và Tiểu Vũ đi, cô cũng thật là quá đáng mà, Tiểu Vũ đã giúp cô như vậy mà cô còn tỏ thái độ. Thời Tinh thầm nghĩ thật buồn cười, rõ ràng đều là bọn họ sai và mình mới chỉ là người bị hại mà. Bỗng cửa phòng mở ra làm mọi người đều quay ra nhìn, là Lệ Bắc Tầm dẫn một đám vệ sĩ vào. Quý Phiên Phiên nhìn thấy trai thì sáng cả mắt, qua đây là Lệ Bắc Tầm Lệ tổng sao? Mình thật là may mắn mà. Anh ta nhìn xung quanh rồi hỏi có chuyện gì mà lại náo nhiệt đến vậy? Là người giúp việc nhà chúng tôi phục vụ các vị không chu toàn sao? Em gái Thời Vũ nhìn cảnh này thì thầm nghĩ bọn họ có quan hệ với nhau sao? Lệ tổng à, anh như thế nào lại có thể cùng cô ta thân mật như vậy chứ? Anh ta nhìn đống tiền dưới đất hỏi mấy cái này là gì đây? Quý Phiên Phiên nhanh mồm giải thích, à cái này là tiền cho Thời Tinh, nhưng cô ta không biết tốt xấu nên không lấy. Lệ Bắc Tầm mỉm cười nhìn Thời Tinh, không lấy là đúng rồi, cô gái nhà tôi trước đây đều chỉ toàn nhận tiền đô mà thôi. Thời Tinh không nhịn được phụt cười một tiếng, Quý Phiên Phiên thì ngơ ngác, tiền đô sao? Nói rồi Lệ Bắc Tầm lấy ra một sấp tiền để gửi lời cảm ơn đến sự hào phóng của Hà tổng, đây là chút thành ý, Lệ tổng khách sáo rồi, ngài, Hà tổng vẫn nên nhận thì tốt hơn, dù sao thì nhà họ Hà không biết còn được huy hoàng mấy ngày. Tinh Trạch liền run rẩy đưa tay ra nhận lấy, chỉ chờ có vậy Lệ Bắc Tầm liền hất tay làm rớt sấp tiền, thật là ngại quá tôi bị trượt tay. Trước khi rời đi anh ta dặn vệ sĩ hãy chăm sóc Hà tổng cho thật tốt, không ai được phép ra ngoài cho đến khi tiền được nhặt lên hết khỏi mặt đất. Thời Tinh mỉm cười cảm thán, thường ngày không thể tưởng tượng được đường đường là Lệ tổng anh ta, cũng biết đùa giỡn người khác. Quý Phiên Phiên vui mừng không hổ danh là Lệ tổng mà thật là soái quá đi. Thời Tinh nhìn Tinh Trạch rồi ngập ngừng nói lời xin lỗi, Tinh Trạch, đều là do em sai khiến anh bị nhục nhã, anh có phải là đang nổi giận đúng không? Cô ta thầm nghĩ hay là anh ấy đang suy nghĩ về Thời Tinh sao? Tinh Trạch, em sai rồi, đêm nay em có thể đến nhà anh được không? Ừ được, quả nhiên Tinh Trạch vẫn còn yêu mình. Tinh Trạch hãy gọi tên của em đi, Thời, hắn thầm gọi trong lòng Thời Tinh, em sẽ mãi là của tôi. Lúc này cô bé Lệ Vân Tú vui mừng, hôm nay papa đã cứu chị ấy sao? Ba là nhất trên đời, là đại anh hùng rồi đó nha. Cậu bé Lệ Vân Cẩm thì túm lấy góc áo Thời Tinh rồi hỏi nghe nói là, chị đã bị ức hiếp có phải không? Được rồi, các con nên đi làm bài tập đi. Anh hai à, chúng ta mau đi thôi, không nên làm phiền papa và chị ấy nữa. Ừ, chuyện vừa rồi thật là cảm ơn anh, Thời tiểu thư dũng cảm như vậy, có phải là bởi vì vị hôn phu cũ của mình đã có mặt ở đó đúng không? Xung quanh không khí cảm thấy mùi giấm chua của Lệ Bắc Tầm. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã trở lại rồi, tôi sẽ dọn ra khỏi Lệ gia. Nghe vậy anh ta liền hỏi rời khỏi Lệ gia cô hiện tại còn có chỗ nào khác để đi nữa hay sao? Thời Tinh thầm nghĩ vẫn chưa tìm được nhà, thật sự không còn nơi nào để đi nữa cả. Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải nhập tâm đâu. Cô giận vì tôi đã hôn cô sao? Để có thể công bằng thì cô có thể hôn lại tôi được rồi. Thời Tinh nhìn anh ta rồi mắng hai chữ lưu manh. Mà tôi giúp cô thì cô có phải hay không cũng nên tạ lễ cho tôi. À anh nói, Lệ Bắc Tầm liền cắt ngang lời cô và nói ngày mai hãy đi chọn một bộ váy thật là đẹp và làm bạn nhảy của tôi vào buổi tối hôm sau. Thời Tinh nghĩ chắc chỉ cần mua đại một cái váy để đối phó là được rồi, mình phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt mới được. Bỗng có một giọng nói vọng lại, ồ tên nghèo mà cũng dám đến đây sao chứ hả? Hai chị em bốn mắt nhìn nhau, Thời Vũ thầm mắng chị là đồ tiện nhân. Mà này chẳng phải cô nói đây là phiên bản giới hạn cao cấp và sẽ không bao giờ đụng hàng, vậy thì tại sao cô ta lại có nó chứ? Cái này nhất định là tồn kho thống kê sai rồi, Thời tiểu thư cô đừng có vội, tôi sẽ lập tức xử lý ngay. Cô nhân viên nói với Thời Tinh, à tiểu thư, bộ váy này rất là đắt tiền, cô mua không có nổi đâu, hơn nữa khí chất của cô cũng không phù hợp với trang phục của cửa hàng chúng tôi, mời cô hãy để xuống và rời đi khỏi đây. Thời Vũ nghe vậy thì nói quản lý à, cô làm vậy là sai rồi, tốt xấu gì thì cũng nên nói, cho người ta biết nơi nào mới thực sự thích hợp với người ta có thể đến, để mua quần áo, chứ. Quản lý cũng mỉa mai tất nhiên là hàng bán ở vỉa hè chợ đêm rồi. Thời Tinh bình thản đáp tôi chưa thử qua làm sao biết tôi không xứng, hay là quần áo của cửa hàng các người không xứng với tôi thì sao? Quản lý không vui liền bảo nữ nhân này thật là không biết xấu hổ mà, đây là nhãn hàng cao cấp sao lại không xứng với cô ta cơ chứ? Em gái Thời Vũ cũng lên tiếng, nếu thử thì rồi cũng vẫn là không mua nổi. Vậy thì chưa chắc đâu nhá. Thời tiểu thư, bộ váy này quả thật là chỉ may cho riêng cô Thời đó nha, ai cũng không thể mặc mà tỏa ra khí chất như cô đây cả. Cái đồ nhà quê còn không biết xấu hổ lại còn muốn so với cô, thiệt là làm cho người khác cười muốn rụng răng mà. Bỗng Thời Tinh kéo rèm thay đồ ra, hai nhân viên đang nói xấu cô quay lại nhìn thì ngạc nhiên tròn cả mắt. Bọn họ liền trầm trồ, a thật là xinh đẹp và cũng thật là khí chất. Thời Vũ thấy vậy ho khụ khụ hai tiếng nhắc nhở. Hai nhân viên bán hàng liền lật mặt, à, thật là trông giống cục đất quá đi, quá quê mùa, xem ra xa tiểu thư này còn kém xa cô rất là nhiều. Đúng, ngay cả cọng tóc so với tiểu thư đây cũng kém rất là nhiều đó. Thời Vũ tức giận thầm mắng đáng chết. Thời Tinh giơ ra cái thẻ, tôi muốn mua chiếc váy này. Em gái Thời Vũ không tin vào tai mình, chị nói cái gì chứ? Cái váy này đến 55 triệu lận đó, chị chỉ là một con quỷ nghèo đó lấy cái gì mà mua chứ? Thời Tinh lại nói tiếp, ngoài ra
Nếu có người có thể lấy cái váy đang mặc trên người của cô ta xuống trong vòng 3 phút, thì tôi sẽ lấy cả hai cái. Sao? Lấy cả hai cái váy sao? Như vậy tiền thưởng sẽ được nhân đôi trong tháng này, nhân viên sáng mắt vui mừng. Nhân viên cúng núm hỏi thời, thời tiểu thư cô xem. Thời Vũ tức giận chỉ tay mắng, mua một lúc hai cái váy giống nhau sao? Chị ta là đồ ngốc hay là kẻ lừa đảo dậy, mấy người không biết suy nghĩ à? Hơn nữa các người có chắc chắn rằng thẻ của chị ta có thể quẹt được chứ? Vị tiểu thư này, cô có cách nào chứng minh cái thẻ này là thật không? Không biết, thật hay không thật chỉ cần quẹt thẻ rồi sẽ biết. Bỗng một giọng nói vang lên, không cần phải chứng minh, thời tiểu thư cô không sao chứ? Không có gì đâu, chỉ là một chút náo loạn thấy không thoải mái chút. Nhân viên bán hàng thấy người tới là trợ lý Eric thì tái cả mặt. Anh ta quay ra nói đem những bộ có kích thước phù hợp với thời tiểu thư gói lại hết. Thời Vũ liền chế giễu, thảo nào có thể nắm chắc đến như vậy. Hóa ra là câu dẫn Tiểu Bạch Kiểm đến bao dưỡng chị ta. Thời Tinh đập tay lên chiếc kéo ở trên bàn, tôi đã thay đổi chủ ý rồi, Thời Tinh chị muốn làm gì chứ? Thời Tinh bình tĩnh cầm kéo lên đáp, nếu đã là phiên bản giới hạn thì chắc hẳn chỉ là nên có một cái duy nhất mà thôi đúng không hả? Buông tôi ra đi, Thời Tinh chị đúng là đồ đê tiện mà. Tiểu thư, có tôi giữ ở đây cô cứ việc động thủ đi nha. Sau đó một loạt tiếng cắt giật giật sẹt sẹt vang lên, Thời Vũ chỉ biết khóc ròng. Nhân viên bán hàng định nọt, tiểu thư, bây giờ bộ của cô đang mặc mới chính xác là phiên bản giới hạn đó nha. Đúng là cá mè một lứa mà. Trợ lý Eric ra lệnh sau này, dưới sản nghiệp của tập đoàn Lệ gia không mướn cô ta nữa. Buổi tối Thời Tinh đợi mãi còn chưa thấy Lệ Bắc Tầm trở về nữa, cô còn phải gặp mặt để cảm ơn anh ta, cô nghĩ hay là mình nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Alo, sao? Lệ Bắc Tầm hôm nay cảm ơn. Còn chưa nói xong cô nghe thấy tiếng bằng bằng bằng, sau đó điện thoại bị cúp máy. Thời Tinh bằng hoàng, vừa nãy giống như là tiếng súng nha, chắc không phải đâu, sao có thể là tiếng súng được chứ? Đêm đến khi Thời Tinh đang nằm ngủ thì có một bóng người mở cửa phòng cô đi vào, hắn nằm xuống giường cái bộ khiến Thời Tinh giật mình tỉnh dậy hỏi là ai vậy? Nhận ra là Lệ Bắc Tầm, cô hỏi như thế nào anh lại vào phòng của tôi chứ? Bây giờ đã là khuya lắm rồi, vừa chạm vào người hắn cô thấy bàn tay mình ướt ướt, đây là máu sao? Anh cần đến bệnh viện đi, tôi sẽ đi tìm quản gia để hỗ trợ. Thời Tinh đứng dậy chuẩn bị đi thì Lệ Bắc Tầm nắm lấy tay cô, không được, bị kéo bất ngờ Thời Tinh ngã đè xuống vết thương làm hắn đau xanh mặt, cô là nằm vùng của đối phương phái đến hỗ trợ bổ một đao sao? Đi lấy hộp thuốc y tế đến đây, không được làm kinh động đến bất kỳ người nào hết. Các dụng cụ này đều đã được khử trùng hết chưa? Ừm, Thời Tinh ngơ ngác hỏi vậy sau đó phải làm thế nào nữa? Mau lấy viên đạn ra đi. Hả tôi lấy ra sao? Đây là một viên đạn chứ đâu phải là một cái xương cá đâu mà. Động thủ đi. À, ừ, cái này là anh bắt tôi làm đó nha, có đau thì cũng ráng mà chịu đi đó. Ừ, cô làm rất là tốt, đôi tay rất vững. Một lát sau Thời Tinh cũng gắp được đầu đạn ra. Lệ Bắc Tầm bảo cô buộc chặt hơn một chút nữa, chỉ cần thắt cái nút nữa là xong. Tôi chỉ biết thắt có một kiểu này thôi đó, nhìn cái nơ trước ngực mình Lệ Bắc Tầm cạn lời. Mà thôi tôi đi dọn dẹp cái đã, anh ta gọi Thời Tinh, bọn trẻ không biết rằng tôi đã trở về, cô đừng nói cho bọn chúng biết đó nha, tiểu tú cầu sẽ rất là sợ hãi. Ừm, anh ta nhìn cô rồi khen cô là ngoan nhất đó, Thời Tinh choáng váng nghĩ tôi ngoan nhất sao? Có ý gì chứ? Chẳng là anh ta xem cô như một đứa trẻ sao? Nhà họ Lệ ra thế hiển hách, dùng từ phú khả địch quốc để hình dung cũng không nói quá, nhưng vì sao khi quay về hắn lại có vết thương của súng gây ra, Lệ ra rốt cuộc đang làm ăn, buôn bán cái gì chứ? Lệ Bắc Tầm rốt cuộc là người như thế nào? Thật không ngờ rằng lúc anh ấy ngủ nhìn cũng rất là dịu dàng đó. Bỗng một loạt tiếng bước chân, Lệ Vân Tú mở cửa cười híp mắt gọi chị ơi, chị, tiểu tú cầu, sao em lại đến đây? Cô vội lấy chăn đắp che kín mặt Lệ Bắc Tầm lại, nhưng cô bé lại nói em muốn được ngủ với chị quá à. Chị ngủ cùng với em nha. Ừ, chị mang em ra ngoài chơi nha. Nhưng em mệt buồn ngủ quá, chị mau đến nằm bên trong chăn chung với em đi. Được rồi, chị ơi, cái giường của chị mềm quá à. Chị cũng thơm quá đi, em mau ngủ đi. Cô nghĩ chỉ như vậy thì chị mới có thể lặng lẽ ôm em trở về phòng được chứ. Một lát sau tiếng khò khò vang lên, cô bé đã ngủ như chết. Thời Tinh ngồi dậy nghĩ phải mau chóng ôm nó trở về phòng mới được. Ngay lúc cô ngồi dậy, Lệ Bắc Tầm lại xoay người qua ôm lấy Thời Tinh. Lệ Bắc Tầm, anh không được lộn xộn như vậy chứ. Đợi chút, hình như cái mông của mình đang đụng vào thứ gì nhỉ? Sẽ không phải là... Nghĩ rồi cô xấu hổ đỏ mặt gọi Lệ Bắc Tầm, anh mau tỉnh dậy đi, tiểu tú cầu đã đến đây rồi, anh mau đứng lên đi. Lệ Bắc Tầm, anh làm sao vậy? Anh ta lên tiếng bảo cô đừng có lộn xộn nữa sẽ đánh thức tiểu tú cầu. Anh thầm nghĩ cô thật là mềm mại, ôm rất là thoải mái, thật là vô liêm sỉ, mà anh có thể hay không đem cái đó của anh thu gọn lại một chút? Sao chứ, đó là hiện tượng sinh lý bình thường thôi mà, lại còn dám vô sỉ như vậy nữa sao? Cô có muốn nhìn không? Cái gì? Cô nghĩ xem. Nói rồi anh ta xoay người dậy nhìn Thủy Tinh, tôi sẽ có dáng vẻ vô sỉ hơn thế nữa. Thời Tinh sợ hãi, đừng mà loại cảm giác sợ hãi này sao giống với cảm giác của 6 năm về trước quá. Lệ Bắc Tầm thấy sắc mặt cô tái nhợt thì hỏi cô bị làm sao vậy? Buông tôi ra đi. Anh quan tâm hỏi có phải do sự việc lần trước đã tạo ra bóng ma tâm lý cho cô phải không? Không phải, tôi, papa, chị, hai người đang dính vào nhau là đang chơi trò chơi hay sao vậy? Chị à, sao chị lại run rẩy như vậy chứ? Là do ba nặng quá hay sao? Em tỉnh dậy rồi đó hả? Để chị đưa em xuống dưới ăn sáng nha. Lệ Bắc Tầm thầm nghĩ cô ấy rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì chứ? Ba không đi cùng chúng ta sao? Mọi người đi trước đi để ba thay quần áo rồi sẽ đến sau. Dạ được. Thời tiểu thư, cô có còn nhớ đã đồng ý sẽ cùng tôi tham gia buổi tiệc tối nay không? Tôi sẽ kêu Eric chuyên viên trang điểm đến đây.
Ừ được, Thời Tinh nghĩ nơi này không thể ở lại lâu được, tối nay sau khi bữa tiệc kết thúc mình sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi Lệ gia thôi. Lệ Bắc Tần nhìn theo bóng lưng Thời Tinh rồi trầm tư, nếu không phải tại cái thằng mập thối kia, thì giả thiết rằng cô gái của 6 năm về trước chính là cô ấy, thì liệu có thể giải thích cho việc chính là do sự cố đó, mà đã gây nên bóng ma tâm lý cho cô ấy hay không? Rất nhanh đã đến buổi tối, Thời Tinh cùng Lệ Bắc Tần đi tham gia bữa tiệc. Ngồi trong xe anh quay ra nhìn Thời Tinh, giây sau anh lôi dây buộc tóc của cô ra, Thời Tinh ngơ ngác gọi Lệ tiên sinh. Nhưng anh đáp rằng nếu tóc được thả ra thì sẽ trông càng đẹp mắt hơn đó. Anh hỏi cô vẫn ổn chứ, Thời Tinh đáp vẻ mặt vẫn ổn nhưng môi hơi nhợt nhạt một chút. Rất nhanh Lệ Bắc Tần nâng mặt cô rồi hôn xuống làm cô trợn tròn mắt nhìn, anh hỏi như vậy đã hồng hào trở lại chưa? Thời Tinh ngại ngùng ừ, cũng bình thường rồi, tôi có mang theo son môi trong túi xách đó, tôi có thể. Lệ Bắc Tần cắt ngang lời cô, tôi e là không có kịp đâu. Thời Tinh nghi ngờ sao chứ? Lúc này cửa xe được kéo ra, mời Lệ tiên sinh. Hừ, cái tên Lệ Bắc Tần này chỉ là một tiểu bối mà thôi, thế nhưng lại để cho chúng ta là những trưởng bối lại phải nghênh đón hắn, quả thực là hoang đường. Gia chủ tương lai của nhà họ Lệ ngươi có thể tùy ý sắp đặt sao? Cô gái bên cạnh nhìn ra cửa rồi nói chú hai, Lệ tiên sinh đã đến rồi đó. Lệ Bắc Tần nói nhỏ với Thời Tinh, đây là chú hai tôi đã tổ chức bữa tiệc, nhưng cũng mời không ít người ngoài đến, bọn họ đang muốn thăm dò xem tôi có bị thương hay không nên chắc chắn sẽ nhét phụ nữ cho tôi, chút nữa cô hãy phối hợp với tôi cho thật tốt vào đó nha. Ừ, tôi biết rồi, Thời Tinh thầm nghĩ thăm dò sao? Chẳng lẽ Lệ Bắc Tầm chính là do bị người nhà của mình bắn bị thương sao? Bắc Tâm, hôm nay con có thể đến đây, tham gia bữa tiệc thật đúng là vinh hạnh cho các thúc thúc bá bá ở đây, vị này chính là, Lệ Bắc Tầm tiếp lời, là Thời Tinh, Thời tiểu thư, rất vui được gặp cô. Thật đúng lúc Bắc Tầm à, chú cũng muốn giới thiệu cho con một người, Linh Nhi, còn không mau qua chào Lệ tiên sinh đi, chào Lệ tiên sinh à, ta nhanh chóng chen ngang đẩy Thời Tinh ra. À Linh Nhi còn không quên liếc nhìn Thời Tinh, chỉ cần chăng Linh Nhi ta ra tay, thì không có gã đàn ông nào mà không bị quyến rũ được. Giây sau đã thấy Lệ Bắc Tầm lách người khiến cô ta bị hụt ngã, anh giơ chân ra ngáng làm ả ta bị vấp ngã vào cái bàn gần đó, một màn này khiến ông chú đứng nhìn tức giận. Linh Nhi, cháu đã chảy máu rồi, mau gọi bác sĩ, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, Lệ Bắc Tầm quan tâm hỏi nãy giờ em đứng có mệt không? Sao chứ? Ngoan, anh sẽ mang em đi nghỉ ngơi nha. Anh, tôi không mệt, tôi, hãy ôm chặt tôi, đừng quên là phải phối hợp với tôi đó. Nhưng mà vết thương của anh có ổn không? Cô quan tâm đến tôi sao? Ai mà thèm quan tâm đến anh chứ? Chẳng phải nói Lệ Bắc Tầm đang bị thương sao? Tại sao cậu ta lại có vẻ như không có gì vậy? Linh Nhi mau sửa sang lại dung nhan một chút đi, đừng quên nhiệm vụ quan trọng của chính mình đó. Cháu biết rồi. Linh Nhi, cháu ngồi ở vị trí phụ gần Bắc Tầm một chút. Vâng chú hai. À không biết Thời tiểu thư tới nên không có chuẩn bị dư chỗ ngồi, xin mời Thời tiểu thư ngồi ở cuối bàn. Lệ Bắc Tầm lại bá đạo ôm lấy Thời Tinh đặt lên đùi mình. Nếu bên cạnh không còn chỗ nào ngồi, vậy thì hãy ngồi ở đây đi. Bắc Tầm, cháu làm như vậy thấy có kỳ quá không? Tôi ôm người phụ nữ của mình thì có gì là không tốt chứ? Mau mang đồ ăn lên đi. Lệ tiên sinh, đây là một trong những món súp đặc sản của nhà hàng này đó, anh quay ra hỏi Thời Tinh em có muốn ăn súp không? Ừ, có, cô thầm nghĩ ánh mắt này của anh làm sao tôi dám nói không muốn ăn chứ? Anh ta lại hỏi súp có ngon không? Ừ, ngon lắm, trời ơi tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sao có thể nếm ra được mùi vị gì chứ? Miệng của em dính thức ăn kìa, sao chứ? Nói xong anh liền cúi lên môi Thời Tinh, mọi người xung quanh bàn ăn ngại ngùng nhìn màn này. Thời Tinh khẽ gọi Lệ Bắc Tầm, anh cưng chiều nhìn bây giờ đã sạch sẽ hơn rồi đó. Bắc Tầm, nghe nói cháu bị thương có phải không? Em yêu à? Hãy nói cho bọn họ biết anh có bị thương hay không? Thời Tinh thầm than trời ơi, khi nào mới có thể kết thúc đây chứ? Cô bắt đầu diễn, đồ đáng ghét mà, anh cứ quấn lấy người ta hoài mà còn bắt người ta nói nữa hả? Cô bị chính mình làm cho mắc ói luôn á? Xem ra cháu gần đây đang rất là bận nhỉ? Cũng chút chút thôi, sắc đẹp trước mặt nên cầm lòng không được. Linh Nhi đối với Lệ gia ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đã được gặp mặt, thật là vinh dự cho Linh Nhi. Ây da, Thời tiểu thư, sao cô lại đụng vào tôi làm gì chứ? Thời Tinh thấy cô ta ăn vạ như vậy thì lên tiếng, chị gái à, mới còn trẻ mà đã mắc chứng bệnh Parkinson dẫn tới run tay, sao chị lại đổ thừa cho tôi đụng vào chị chứ? Lệ gia, tôi không biết vì cái gì mà Thời tiểu thư lại nói tôi như vậy nữa, rõ ràng là cô ta. Lệ Bắc Tầm không vui nhìn chú hai, người của chú hai vừa ăn cướp vừa la làng sao? Chú hai liền nạt ả ta câm miệng đi, thành sự không thấy, bại sự có thừa. Em muốn vào nhà vệ sinh một chút. Ừ, Thời Tinh thở dài rốt cuộc cũng có cơ hội để rời đi rồi. Lệ Bắc Tầm sai vệ sĩ ném cô ta ra bên ngoài, ả vội van xin Lệ gia. Chú hai à, xin chú hai hãy nói với anh ấy một câu đi mà. Ông ta thầm mắng cái thứ ngu như bò, vô dụng, không có đầu óc, may mắn là hắn cũng đã có sự chuẩn bị. Lúc này ở nhà vệ sinh, Thời Tinh, chị còn dám xuất hiện ở đây sao? Chuyện lần trước tôi vẫn còn chưa tìm chị để tính sổ nữa đó. Sự việc lần trước chẳng phải là do cô tự chuốc lấy sao? Nghe vậy Thời Vũ liền cứng họng. Chị, thôi bỏ đi, tôi sắp cùng Tinh Trạch kết hôn rồi nên sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ cho chị. Tinh Trạch nói anh ấy rất yêu tôi và muốn mang đến tất cả những gì tốt nhất cho tôi đó. Ừ, nhưng mà chị gái à, cảm giác bị cướp đi người yêu thương nhất là như thế nào vậy hả? Thời Tinh bị chọc tức liền cho cô em gái trà xanh một bạt tai. Giây sau Thời Tinh ấn Thời Vũ vào vòi nước, chỉ là một kẻ rác rưởi hình người dạ thú mà thôi. Cô cướp anh ta đi rồi tôi thật sự rất là đội ơn cô đó. Còn nữa, cô không cần phải khiêu khích tôi để làm gì. Nếu như lần sau còn tiếp diễn nữa thì sẽ không đơn giản là xối nước lên đầu như vậy đâu, hiểu chưa hả?
Nói xong Thời Tinh buông tay rồi xoay người rời đi. Thời Vũ còn chưa hoàn hồn bỗng điện thoại văng lên. Sao giờ này em còn chưa đến nữa hả? Ba mẹ của anh đang đợi em đó, mau khẩn trương lên đi. Tinh Trạch, em chưa kịp giải thích đã bị đối phương cúp máy tút tút. Thời Vũ lúc này mới hét lớn: a Thời Tinh, Bắc Tầm, chú mời cháu một ly cũng không nên thoái thác như vậy chứ. Thời Tinh vừa vào cửa đã nghe thấy, cô nghĩ trên người Lệ Bắc Tầm đang có vết thương không thể uống rượu được. Nghĩ rồi cô đưa tay ra lấy ly rượu của ông chú hai đang mời anh, rồi không nói lời nào uống ừng ực cạn ly. Chú hai không vui nhìn cô gái này sao đột nhiên lại quay trở lại đây, nhanh như vậy chứ. Đáng chết mà, thật ngại quá, anh ấy không tiện, tôi uống thay anh ấy. Chú hai ngạc nhiên: không tiện sao? Thời Tinh khẳng định: đúng vậy, gần đây anh ấy đã phải cày quốc quá nhiều nên bị chứng thận hư đó mà. Bắc Tầm à, không phải chú hai muốn giáo huấn cháu, cô gái này tốt nhất là con nên tìm một người ngoan ngoãn, biết điều hiểu chuyện để nói chuyện đi. Việc này chú hai không cần phải bận tâm lo lắng đâu. Anh thầm nghĩ: cô gái à, sớm muộn gì cũng có ngày tôi cho em biết tôi có bị hư thận hay không. Thời Tinh chọc tức được anh thì hí hửng vui mừng, bỗng Lệ Bắc Tầm gọi tên cô, lúc này Thời Tinh cũng thấy cơ thể nóng quá, thật là khó chịu, hay là tại vì ly rượu lúc nãy sao? 6 năm trước cũng là loại cảm giác này và sau một giấc ngủ dậy mọi thứ đều đã thay đổi. Không được, không thể ở lại nơi này được, nghĩ rồi Thời Tinh nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mới chạy không xa cô đã ngã xuống, Lệ Bắc Tầm tiến tới đỡ cô: bệnh viện, tôi muốn đến bệnh viện. Anh thầm nghĩ ly rượu kia chắc chắn là có vấn đề rồi. Hãy sắp xếp cho tôi vào phòng tổng thống. Vâng Lệ gia. Chú hai, Lệ Bắc Tầm không uống rượu, mọi thứ đã được an bài hết ở trên lầu, rồi bây giờ phải xử lý như thế nào đây? Con cờ cũ đã phế, cô ta sống hay chết thì đều không có liên quan đến chúng ta. Thời Tinh lẩm bẩm khó chịu lắm. Thời Tinh, em đừng có nói nhiều nữa. Thời Tinh liền dựa sát chạm vào môi anh ta, rồi hai người họ ngã xuống ghế sofa. Thời Tinh nhanh chóng kéo áo Lệ Bắc Tầm ra, cô cầu xin giúp tôi với. Lệ Bắc Tầm nhìn cô rồi nghĩ: xin đừng trách tôi khi em tỉnh dậy. Trong phòng tắm, Trang Linh Nhi thò đầu ra nhìn hai người trong phòng, cô ta tức giận thầm mắng: chết tiệt, thế mà đã bị người phụ nữ kia giành trước mất rồi. Thời Tinh càng lúc càng cảm thấy khô nóng, thật là khó chịu. Cô hoang mang nhìn khuôn mặt trước mắt bỗng cảnh tượng 6 năm trước ùa về. Đây là... Thời Tinh đẩy Lệ Bắc Tầm ra rồi hét lớn: đừng mà. Lệ Bắc Tầm bị đạp trúng vết thương ở ngực liền rỉ máu. Anh quan tâm gọi Thời Tinh, chỉ thấy cô ôm gối run rẩy cầu xin: đừng mà, đừng mà. Lệ Bắc Tầm liền mặc áo rồi gọi điện thoại: hãy gọi bác sĩ bảo qua đây ngay lập tức. Anh nhìn Thời Tinh đang run rẩy trên giường rồi nghĩ: cô ấy như vậy có thể có liên quan gì đó đến phần tư liệu mà Eric không thể điều tra ra được. Trong trận hỏa hoạn năm đó cũng không tìm thấy bất luận thi thể nào cả. Nếu xét về mặt thời gian thì cho đến nay thời gian mà cô ấy cùng với mẹ của hai đứa biến mất hoàn toàn ăn khớp với nhau. Nếu theo những gì mà mình suy luận là sự thật thì cô ấy bị biến thành như vậy tất cả đều do hắn gây ra. Ngoài cửa, cô gái nghĩ không thể ngờ rằng Lệ Bắc Tầm như thế mà lại thích chơi trò chơi nhiều người sao. Đây chính là đam mê đặc thù của một tổng tài hay sao chứ. Việc này kích thích quá đi, mình có nên đi ra hay không chứ. Bỗng Lệ Bắc Tầm mở cửa phòng tắm ra, cô ta hoảng hốt gọi Lệ ra: sao anh lại nhanh như vậy. Bỗng Trang Linh Nhi nhìn thấy vết thương trên ngực của hắn quả nhiên là đang bị thương giống như chú hai đã nói. Ánh mắt Lệ Bắc Tầm lạnh đi: cô đã nhìn thấy hết rồi đúng không? Bác sĩ đã đến rồi. Tam thiếu gia Mộ ra nhìn Lệ Bắc Tầm vẻ mặt này sao giống như là kiểu ham muốn không được thỏa mãn vậy. Anh bảo cho uống thuốc càng nhẹ càng tốt, đừng có tiêm cô ấy sẽ đau đó. Vâng Lệ gia. Trong toilet có thứ phiền toái, cậu đi xử lý đi, tránh để mấy người của Lệ gia biết. Vâng. Anh ta tiến tới mở cửa phòng tắm ra. Oh wow, trông được ấy chà, bộ dạng cũng không tệ lắm chứ hả? Hài, nhưng thật đáng tiếc, cô ta vội cầu xin: hãy cứu tôi với, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ đều làm cho anh. Oh vậy sao? Có thật không? Anh ta lấy chiếc khăn bên cạnh nhét vào miệng cô ta kháng cự: anh muốn đem tôi đi đâu? Xuyệt, đừng có làm ồn nữa, anh sẽ mang em đến một nơi thật là đặc biệt, nơi đó vô cùng thú vị. Ngoài phòng, Lệ Bắc Tầm đang lau mồ hôi cho Thủy Tinh, cô vẫn mê man nói: đừng mà, đừng đối xử với tôi như vậy. Cô thật dơ bẩn không xứng đáng với tôi, mày làm bại hoại nề nếp gia đình, mày cút đi ra khỏi nhà cho tao. Nhìn khuôn mặt Thời Tinh, Lệ Bắc Tầm nghĩ nếu như tất cả những suy luận đem lại sự thật, thì có phải là em đang hận anh thấu tim gan không hả? Một lát sau Thời Tinh tỉnh dậy vội vàng ngồi bật dậy, cô nhìn bản thân rồi nghĩ xem ra Lệ Bắc Tầm vẫn còn có tính quân tử. Bỗng Thời Tinh thấy một tờ giấy trên ghế, cô cầm lấy xem: tôi có việc nên phải đi trước, nếu tỉnh dậy thì hãy gọi ngay cho Eric, cậu ấy sẽ lập tức đến đón cô, quần áo tắm rửa đã để sẵn trong nhà tắm rồi. Lệ gia này chính là đầm rồng hang hổ, mình bắt buộc phải rời khỏi đây thôi. Cô lấy ra cái thẻ trả lại lên bàn rồi rời đi. Cô Lý, xin hỏi lần trước tôi có nhờ cô tìm giúp căn phòng cho thuê, nay đã có tin tức gì chưa? Vệ sĩ bên ngoài nhận ra Thời Tinh liền gọi điện cho Eric. Eric tiên sinh, Lệ gia, Thời tiểu thư đang tìm phòng ở bên ngoài, để ở đó tôi biết rồi, không cần phải ngăn cản cô ấy đâu. Đây là thông tin mới nhất của Thời gia, tài chính của Thời gia liên tiếp xảy ra vấn đề, Hạ gia hẳn là sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến. Lệ Bắc Tầm bình thản nói là, nhắm mắt làm ngơ hay là nhân lúc cháy nhà chạy đến hôi, của vẫn còn quá sớm để nói trước được điều gì. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể tháo gỡ được sự việc của 6 năm về trước. Đã đi nhiều nơi như vậy, rồi mà vẫn không tìm ra được chỗ nào cho thuê phòng để ở cả. Lúc này điện thoại reng lên, đã có căn hộ nào rồi sao? Thời Tinh, nghe giọng nói này khiến cô sửng sốt, Hà gia này quả thật là muốn mượn gió bẻ măng mà. Chứ không phải là Hà gia đang mong muốn có được một chút cổ phần của thời gian mới bằng lòng rước con về nhà sao? Ba ba của con đã gọi Thời Tinh trở về,
chờ nó về và kêu nó ký vào hợp đồng này, vậy số cổ phần đó không phải đều là của mình con rồi sao? Lúc này Thời Tinh lên tiếng, ông bà nội đã cho con những cổ phần này rồi, con tuyệt nhiên sẽ không chắp tay mà nhường cho bất luận kẻ nào hết. Hà Tiểu Tinh, con đã trở về rồi sao? Những lời nói lúc nãy con nhất định là không có nghe rõ đâu, hãy ngồi xuống đi, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng với con, lúc đó con sẽ hiểu rõ hơn thôi. Nhìn đến cái này mà tôi còn không hiểu nữa thì tôi đúng là một con ngốc rồi. Trên bàn là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Các người đã lấy di vật của ông nội để lừa gạt tôi trở về, di vật thì tôi không thấy nhưng tôi có thể thấy được những bộ mặt ghê tởm của các người. Câm miệng, một chút lễ phép mà cũng không có, đây là mẹ của mày đó. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi, ngay cả đến hình dáng của bà ấy ra sao tôi đây cũng còn không biết. Đồ mất dạy, chẳng qua là bảo mày chỉ cần chuyển nhượng một chút xíu cổ phần cho em gái của mày mà thôi, có gì khó khăn sao? Dù sao, Thời Vũ liền cắt ngang lời, dù sao thì chị cũng đã bị người khác chơi qua rồi, cho nên muốn gả vào Hạ gia cũng không có khả năng đâu, vậy thì vì cái gì mà chị lại không thể thành toàn cho tôi chứ? Thời Tinh thầm nghĩ cũng vẫn là như vậy, cũng vẫn là những sắc mặt của 6 năm về trước không khác chút nào cả. Sự việc của 6 năm trước tôi là người bị hại, chính là các người đã cảm thấy tôi đã làm mất mặt Thời gia, nên đã dùng tiền để bịt miệng tất cả mọi người, thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi cửa nữa. Bây giờ các người nói muốn đem cổ phần của tôi đang nắm trong tay, chẳng lẽ tôi còn phải chắp tay mà nhường lại cho nó cho các người sao? Ba cô nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông ta liền vả cho Thời Tinh một cái bốp, con danh mày còn mặt mũi để nhắc chuyện của 6 năm về trước sao hả? Bây giờ chẳng phải là mày cũng đang được thằng nào đó bao nuôi ở bên ngoài sao? Để cho mày bước vào lại cái nhà này là bọn tao đã nhân từ lắm rồi. Thời Tinh ôm mặt, cái gì? Bao nuôi sao? Là Thời Vũ đã nói với các người có đúng không? Không có chứng cứ mà dám nói tôi được bao nuôi rồi lừa gạt tôi trở về, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn tôi chuyển nhượng cổ phần. Chẳng lẽ ông đã quên ông chính là cha của sao? Mày đừng có mà nhiều lời vô nghĩa nữa, mau ký xong rồi thì tự cút ra khỏi nhà đi, sau này Thời gia và mày không còn một chút quan hệ gì cả. Thời Tinh hất tay ông ta ra, tôi sẽ không bao giờ ký đâu. Bà mẹ kéo giữ cô lại, đừng để cho nó đi ra ngoài, hôm nay cái hợp đồng này nó không muốn ký cũng phải ký, mày không được đi đâu hết. Nhà bọn họ nắm đầu cô ấn xuống bàn, tất cả cổ phần ông nội bà nội đã để lại cho cô bao gồm châu báu, bất động sản, chứng khoán cùng với tiền tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, bây giờ bọn họ bắt cô phải chuyển nhượng hết cho Thời Vũ. Cô có vùng vẫy như thế nào thì cũng vô ích, hãy mau ngoan ngoãn mà ấn dấu tay đi. Ông nội, bà nội qua đời Hà Tinh dáng thì bị cướp mất, còn sót lại chút cổ phần cũng sắp mất rồi, còn có ai có thể giúp mình nữa chứ? Thời Vũ ấn tay cô xuống, hết giá trị lợi dụng cô ta để Thời Tinh bay ra. Ha ha, chị gái yêu quý, từ nay tất cả những gì của chị sẽ đều là của tôi hết. Cô dầm mưa cả người mệt mỏi đi dưới cơn mưa. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại, Lệ Mắc cầm bước xuống che dù cho cô. Cô nhào vào lòng anh khóc hu hu, tại sao mỗi lần vào những lúc bất lực nhất thì anh lại đều xuất hiện như vậy chứ? Mình thật sự mệt mỏi quá. Lệ tiên sinh hôm nay thật là cảm ơn anh. Lệ Bắc Tầm kéo cô vào lòng. Hôm nay em đã bị ức hiếp sao? Cô quay mặt đi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Có thể nói cho tôi biết được không? Thời Tinh uất ức, có những người thật sự không biết xấu hổ đã cướp đi hết những gì thuộc về tôi rồi, nhưng mà tôi sẽ nghĩ cách để cướp nó về lại sớm thôi. Lệ Bắc Tầm thầm nghĩ hôm nay mình không nên để cho cô ấy một mình rời đi. Ngoan, đừng khóc nữa, em định sẽ cướp về lại như thế nào đây? Có cần tôi giúp đỡ em không? Trong 6 năm qua cho đến nay, đây là lần đầu tiên Thời Tinh nghe được có người hỏi mình rằng mình có phải đang bị ức hiếp hay không, hỏi rằng có cần giúp đỡ không. Thời Tinh vội đứng dậy, Lệ tiên sinh anh đối với tôi tốt như vậy, có phải là anh muốn tôi làm gì cho anh không? Em có thể cho tôi cái gì chứ? Cổ phần mà ông bà nội tôi đã để lại cho tôi có thể chia lại cho anh 30%. Lệ Bắc Tầm thở dài, hai zz cái tôi muốn không phải cái này. Vậy chứ anh muốn cái gì? Em, Lệ Bắc Tầm cúi sát lại gần cô, ấu mà gót Thời Tinh đưa ngang. Lệ Bắc Tầm nhấn mạnh, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi. Tại sao lại muốn tôi chứ? Bởi vì em rất có thể là cô gái của 6 năm về trước, Lệ Bắc Tầm thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng thì anh lại nói, bởi vì tiểu tú cậu rất là thích em mà tôi thì cũng không có chán ghét em. Tôi chỉ cho em một cơ hội để lựa chọn, em phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Làm người phụ nữ của anh yêu cầu phải làm những gì? Lệ Bắc Tầm giờ giọng lưu manh, đều là người trưởng thành rồi có cần phải hỏi tôi như vậy không? Thời Tinh thất thần suy nghĩ, mặc dù mình cũng không có chán ghét anh ta, nhưng mà giao dịch như vậy, giờ mình đã bắt đầu có thói quen ỷ lại vào anh ấy rồi, lỡ như sau này, tôi sẽ giúp em lấy lại hết tất cả những gì thuộc về em và sẽ dạy dỗ tất cả những kẻ bắt nạt em. Thời Tinh nhớ lại những gì đã trải qua, có lẽ chỉ có đáp ứng yêu cầu của Lệ Bắc Tầm thì mình mới có thể lấy lại được những gì đã bị cướp mất. Thời Tinh ngập ngừng, anh chắc hẳn cũng biết tôi đang có một bóng ma tâm lý nên có một số chuyện, yên tâm tôi sẽ giúp em khắc phục, trước lúc đó tôi sẽ không ép buộc em đâu. Ok, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi có hai điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, tôi muốn toàn bộ sản nghiệp mà ông bà nội đã để lại và sản nghiệp của Thời gia đều thuộc về tôi. Lệ Bắc Tầm nâng cằm cô, vậy còn điều kiện thứ hai? Điều kiện thứ hai là, đợi thời cơ chín mùi tôi sẽ nói với anh sau. Cô thầm nghĩ đợi cho đến khi lấy được tất cả cổ phần, cô nhất định sẽ nhờ lại Lệ Bắc Tầm giúp cô điều tra sự việc của năm đó. Lệ Bắc Tầm nhân cơ hội chốt điều ok thì liền hôn cô, được từ bây giờ trở đi hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Buổi sáng ở trên bàn ăn, tiểu tú cầu nhanh nhỏ nói, thầy giáo nói hôm nay là lễ tạ ơn các bạn nhỏ buổi sáng phải thơm một nụ hôn với người thân yêu. Anh hai bên cạnh hỏi cô bé, vậy em muốn thơm ai đây? Đương nhiên là ba ba rồi. Dứt lời cô bé hôn cái chụt vào má ba ba. Anh hai cô bé thấy vậy thì ngừng ăn, chẳng lẽ người em yêu nhất chỉ có một mình ba ba thôi sao? Đương nhiên không phải rồi. Vậy cô bé bước sang chỗ Thời Tinh làm cậu bé thất vọng hóa đá. Ngoa ngoa, tiểu tú cầu thơm lấy thơm để vào má Thời Tinh. Tỷ tỷ em mới vừa thơm ba ba xong giờ lại thơm chị, vậy có được tính là hai người đang gián tiếp hôn nhau không? He he, Thời Tinh toát mồ hôi hột với câu hỏi này, em học ở đâu ra những từ ngữ này vậy? Lệ Bắc Tầm ở bên cạnh nghe vậy thì vui quá xá, đúng là con gái ngoan xinh yêu của ba không làm ba thất vọng. Thời Tinh nhớ lại cảnh tượng xấu hổ, anh hãy cho em chút thời gian để em chuẩn bị một chút. Lệ Bắc Tầm giọng điệu chọc ghẹo cô, em sẽ không cho rằng tôi sẽ làm việc đó với em ở đây đấy chứ.
Ôi con sông quê. Thời Tinh vội vàng đứng dậy, cái đó chị ăn no rồi chị lên phòng trước đây. Tiểu Tú cậu ở ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O, ba có phải là con đã thơm sai rồi không? Tỷ tỷ không thích sao? Lệ Bắc không nhịn được cười thành tiếng. Không có đâu, chị ấy rất là thích đó, đi thôi các con mau nhanh lên kẻo trễ giờ học. Chị ấy thật sự thích sao? Ừm đúng rồi, rất thích còn nữa, sau này không cần phải gọi là chị nữa mà hãy gọi là gì đi. Anh hai lúc này vẫn đang trầm cảm miệng lẩm bẩm, hu em gái không yêu mình không yêu mình. Luật sư Bạch Kính Vân nhìn Thời Tinh, Thời tiểu thư trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu và nắm sơ tình hình của cô rồi, nếu vụ kiện này đổi lại là một người khác, tôi e là tỷ lệ thắng kiện sẽ là 0%. Thời Tinh cầm hồ sơ lý lịch của người đàn ông trên tay, dù phai tiến sĩ luật đại học luật Harvard là luật sư top đầu trong nước, tỷ lệ thắng kiện 100%. Vậy tôi, nhưng mà bởi vì có sự hiện diện của Lệ tiên sinh, nên tỷ lệ thắng của vụ kiện này là 100%. Cô không ngờ hóa ra Lệ Bắc Tầm có sức mạnh, đến mức có thể biến từ số 0% thành 100%. Thời tiểu thư cô lại muốn lấy lại tất cả những quyền sở hữu thừa kế và cổ phần của Thời gia, xin hỏi lúc đó ông bà nội của cô có để lại văn bản di chúc gì không? Không có, năm đó lúc ấy tôi còn rất nhỏ, với tính cẩn thận của ông bà nội thì tôi khẳng định là có di chúc, chỉ là nó không nằm trong tay tôi mà thôi. Thời tiểu thư cô có thể tìm được nhân chứng để chứng minh di chúc này có tồn tại, chỉ là nó không có nằm ở trong tay cô thôi, nhân chứng ư, người của Thời gia chắc chắn sẽ không đứng về phía tôi đâu. À đúng rồi, có một người có lẽ có thể trở thành nhân chứng của tôi. Vài phút sau một loạt xe phi tới nhà. Mọi người cứ ở bên ngoài chờ tôi sẽ tự mình đi vào. Thấy Thời Tinh nói vậy, tên vệ sĩ áo đen lên tiếng, nếu có chuyện gì xảy ra Thời tiểu thư nhớ ngay lập tức gọi cho chúng tôi. Bước vào cửa nhà cô bấm chung cửa. Thời Giang Lam bước ra mở cửa, ai vậy? Cô, Tiểu Tình, nhà đầu ngốc mấy năm nay con đã đi đâu vậy chứ hả? Có biết là ta đã lo lắng cho con biết là bao nhiêu không hả? Thời Tinh ôm chầm lấy bà, cô ơi. Sau khi nghe Thời Tinh kể lại mọi chuyện, bà tức giận đập mạnh vào ghế, vô lý còn có thể làm ra loại chuyện này, thật quá nực cười. Năm đó luật sư cũng đã chứng thực di chúc ba mẹ đã để lại không ít cổ phần và bất động sản cho con, chỉ là lúc ấy con còn quá nhỏ nên không thể đứng ra nhận với danh nghĩa của mình. Con cứ yên tâm, cô nhất định sẽ giúp con ra tòa làm chứng. Có cô làm chứng vụ kiện lần này tỷ lệ thắng sẽ rất là cao. Trên TV đang phát tin tức mới nhất hot nhất, thiếu gia Hà gia sẽ cùng với tiểu thư của Thời gia Thời Vũ sẽ tổ chức hôn lễ thế kỷ vào ngày 25 tháng này. Hôn lễ sẽ được tổ chức trên một chiếc du thuyền thượng đẳng sang trọng. Trợ lý cầm thiệp mời đưa cho cô, Thời tiểu thư đây là thiệp mời mà Hà gia đã đưa đến cho tập đoàn Lệ thị, chỉ có những khách mời có thiệp trong tay thì mới có thể qua được cổng bảo vệ để lên tàu. Lệ gia kêu tôi đem nó đưa cho cô, đi hay không đi tùy cô quyết định. Cảm ơn, nếu như cô không đi thì cứ yên tâm chờ đợi ngày để ra tòa, còn nếu cô lựa chọn đi thì Lệ gia sẽ giúp cô an bài một thân phận thích hợp. Cầm thiệp mời trên tay, Thời Tinh thầm nghĩ, luật sư đã nói vụ kiện này tỷ lệ thắng là số 0, nhưng Lệ Bắc Tầm có thể biến 0 thành 100, mặc dù mình đã tìm được cô của mình để làm người làm chứng rồi, nhưng khó bảo toàn là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lần này Lệ Bắc Tầm cho mình cơ hội, nói không chừng mình có thể lợi dụng cơ hội này để vạch trần những bê bối của Thời gia trước công chúng, lợi dụng dư luận để tăng tỷ lệ thắng kiện mới được. Nhất định không thể đem gánh nặng của mình mà đè hết lên vai của Lệ Bắc Tầm được, mình cũng phải tự mình nỗ lực. Tôi nhất định sẽ đi, cô vừa dứt lời trợ lý vỗ tay cái bốp, đoàn người nầm nập bước vô. Lệ gia có căn dặn nếu Lệ gia tiểu thư lên tàu thì không thể thiếu sự phô trương được. Thời Tinh đưa ngang, Lệ gia tiểu thư. Trợ lý giải thích, tình hình nhân sự của Lệ gia người bên ngoài đều không có ai biết cả, cho nên Thời tiểu thư trong 2 ngày này cô có thể đổi tên thành Lệ Tình, lên thuyền và làm bất cứ việc gì mà cô muốn làm. Lão Hà vẫn là anh có máu mặt nhất ở đây đó, mặc dù Lệ Bắc Tầm không có đến tham dự, nhưng cũng đã phái người đến tham gia hôn lễ của Tinh Trạch, thật là nở mày nở mặt cho anh. Hà Vân Sơn, cha của Hà Tinh Trạch, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng lắm, nào có không phải là tôi có máu mặt, mà là do Lệ tiên sinh đã để mặt tôi mà thôi. Bố của Thời Vũ nhanh nhảu nói, bây giờ mọi người đều biết Lệ gia sẽ đến tham dự buổi tiệc hôm nay, Hà gia thật là có tiếng đó nha, hơn nữa cộng với số cổ phần mà Thời Vũ có công việc làm ăn của Hà gia, chắc chắn sẽ nâng lên cao thêm nữa. Hà Vân Sơn nhìn bố của Thời Vũ, sao anh lại nói như vậy chứ? Ngày mai Vũ Nhi cùng Tinh Trạch sẽ thành hôn, hai nhà chúng ta chẳng phải sẽ là người một nhà sao? Cũng đúng, bố Thời Vũ ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ông ta nghĩ, hừ, người một nhà cái con khỉ khô. Chiếc siêu xe phi trên đường cái vèo, mọi người bước đến mở cửa, Lệ tiểu thư đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa xin thứ lỗi. Tiểu thư chúng ta đã tới rồi, hiện tại cô có muốn xuống xe không? Hàn Tinh gật đầu. Cô bước chân xuống xe, cô gái tóc tím đưa tay ra cho cô vịn bước xuống. Trên người Thời Tinh có đeo máy biến âm mini. Bố Thời Vũ thấy con ngồi ngon thì vội vàng tiến tới, hoan nghênh Lệ tiểu thư đại giá quang lâm, vệ sĩ ngăn ông ta lại, xin lỗi tiểu thư của chúng tôi không thích bắt tay với người lạ, xin mời tránh ra. Nghe vệ sĩ nói vậy ông ta vội vàng né đường, thật xin lỗi là tôi đã mạo phạm rồi, Lệ tiểu thư chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một căn phòng VIP vừa rồi nhất, view hướng nhìn thẳng ra biển rất là đẹp, mời cô đến nghỉ ngơi ạ. Bố Hà Tinh Trạch thầm nghĩ, thật may quá mình chưa đi qua đó. Thời Tinh gật đầu, lão cáo già, bố cô thầm nghĩ, thôi đành tùy cơ ứng biến, vậy Lệ gia này đúng là không dễ đối phó mà. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đây chính là Lệ gia tiểu thư sao? Trước đây chưa từng nghe nói qua, nghe nói là luôn ở nước ngoài và không bao giờ lộ diện, thật không thể ngờ Hà gia vậy mà lại có thể mời đến được. Bố Hà Tinh Trạch giọng điệu su nịnh, Lệ tiểu thư bữa tiệc tối nay hy vọng Lệ tiểu thư nể mặt đến tham gia. Thời Tinh gật đầu, ok, Lê Viên hãy gọi chuyên gia trang điểm và trang phục đi qua đây đi. Cô thầm nghĩ, nếu như các người đã tha thiết muốn tăng thể diện như thế vậy thì tôi sẽ cho các người một cơ hội vậy. Lúc này một đám người ghen ăn tức ở đang xì xầm bàn tán, tiểu thư Lệ gia gì đó, nó là cái thứ gì vậy, sao mọi người ai cũng bàn tán về cô ta vậy, đáng ghét chết đi được. Cánh cửa được mở ra, trời ơi đẹp quá, nếu có phải tán ra bại sản để giành lấy được nụ cười của cô ấy thì mình đây cũng nguyện ý. Mọi người ngỡ ngàng hú oa trước nhan sắc của cô, còn đám người ghen ăn tức ở thì chê bai, ấy rồi đây chính là Lệ gia tiểu thư sao?
đeo mặt nạ che mặt bày đặt giả vờ thần bí đồ cố tình thu hút sự chú ý của người khác, vừa nhìn đã biết là một đứa con gái mưu mẹo. Ả tóc vàng bên cạnh cũng chêm vô, che kín như vậy nhất định là một kẻ xấu xí ma chê quỷ hờn cho mà xem. Thời Tinh bên cạnh tức gì khói, đồ đáng ghét rõ ràng là tiệc hôn lễ của mình mà. Vũ Hà Tinh trạch húng núm, Lệ tiểu thư xin mời đi bên này. Thời Tinh lướt qua gã bồ cũ, Lệ tiểu xin mời ngồi ở đây. Thời Vũ tức giận lên tiếng, mẹ sao cô ta lại có thể ngồi ở vị trí chủ vị vậy? Đây rõ ràng là, mẹ cô ta nói khẽ, suy con bé này đừng có nói linh tinh, con tạm thời hãy cố nhịn một chút đi, đến ngày mai con nhất định sẽ là cô dâu sáng nhất hội trường này. Bố Hà Tinh Trạch thấy cô khó chịu thì vội vàng hỏi, Lệ tiểu thư các món ăn ở đây không hợp khẩu vị của cô sao? Để tôi dặn dò kêu phòng bếp nấu lại món mới cho cô nha. Daddy, sao bố lại nhân nhượng cô ta đến như vậy chứ? Đây đều là những món ăn do đầu bếp nổi tiếng làm, có tiền chưa chắc mời được cô ta còn bắt bẻ soi mói gì chứ? Thời Tinh thầm nghĩ 2Z6 năm rồi không gặp Hà tiểu thư này, vẫn ngang ngược ngông cuồng như ngày nào không khác chút nào cả. Hà Vân Sơn tức giận quát lớn, Tinh Vi ai cho phép con nói chuyện như vậy? Tốt nhất con nên ngậm họng lại đừng nói gì cả. Thời Tinh giả vờ hỏi, vị này chính là cô dâu của ngày mai sao? Hà Vân Sơn hơi rén ngang, Lệ tiểu thư đây là con gái của tôi, tuổi hãy còn nhỏ không hiểu chuyện mong cô đại nhân đại lượng đừng chấp nhận. Tuổi còn nhỏ sao? Vậy cũng quá nóng vội đấy. Hà Tinh Vi gào cái miệng lên, cô đừng có mà quá đáng, đây là du thuyền nhà chúng tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là một vị khách tinh mà thôi. Thời Vũ vội ngăn con bé lại, Tinh Vi đừng tức giận. Lệ tiểu thư, Tinh Vi tính tình thẳng thắn nóng nảy mong cô đừng trách, tôi là Thời Vũ chính là cô dâu của ngày mai đi. Thời Tinh lên tiếng, thật là xin lỗi quá tạo hình của Thời tiểu thư đây, quá khiến người khác không chú ý đến, không biết còn tưởng cô là MC nữa đấy. Thời Vũ tức giận, cô, Thời tiểu thư có muốn tôi giới thiệu cho cô một nhà tạo mẫu khác không? Mặc dù hơi tốn kém một chút, nhưng nó sẽ không khiến cho cô trông giống như một người qua đường giáp nào đó đâu. Thời Vũ mặt mày hớn hở, cô ta vốn dĩ muốn tìm mất phi đại sư để tạo hình cho hôn lễ, nhưng phía bên kia lại nói rằng muốn chuyên tâm vào việc thiết kế tạo hình cho Lệ tiểu thư, nếu như có thể để cho mất phi đại sư tạo hình cho cô a thì quá là tuyệt vời. Lệ tiểu thư thật sự đồng ý cho tôi mượn mạch vĩ đại sư sao? Thời Tinh quay sang hỏi trợ lý bên cạnh, mất phi là ai vậy? Mất phi chính là nhà thiết kế phụ trách chải tóc cho tiểu thư đấy ạ. Lúc này mọi người nghe được bàn tán ngày càng rôm rả hơn. Cái gì, vị đại sư tạo mẫu nổi tiếng kiêu căng quái gở vậy mà chỉ là trợ lý thiết kế phụ trách kiểu tóc cho Lệ tiểu thư thôi sao? Oh my god. Thời Tinh giọng bình thản, ồ thế à, nếu Thời tiểu thư thích thì tôi cho mượn cũng được. Nhìn bộ dạng trông giống như là đang bố thí của Thời Tinh làm Thời Vũ muốn giúp cô ngay lập tức. Thời Vũ đứng dậy, tôi muốn mất phi đại sư tạo hình cho tôi muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất và tỏa sáng nhất. Cô ta thầm nghĩ mình nhất định phải làm cho Thời Tinh nhìn cho thật rõ mình sẽ nghiền nát cô ta, ha ha ha. Thời Tinh nhìn cô ta, Thời tiểu thư theo tôi dù cho có mất phi đại sư tạo mẫu cho cô thì vẫn chưa đủ làm cho cô trở thành cô dâu đẹp nhất và sáng nhất đâu. Thời Vũ thắc mắc, vậy phải làm như thế nào nữa? Mắt cô lóe sáng, nên phát sóng trực tiếp live stream toàn cầu để cho tất cả mọi người được chứng kiến hôn lễ thế kỷ này. Live stream toàn cầu ư? Bố Thời Vũ lên tiếng, nghe Lệ tiểu thư nói thật dễ dàng, live stream toàn cầu đâu có dễ dàng mà làm được. Lão ta thầm nghĩ, Hà gia mời được người của Lệ gia đến đã là quá đỉnh rồi, bây giờ mà lại thêm cái phát sóng trực tiếp toàn cầu nữa sẽ càng lấn át Thời gia, chuyện này tuyệt đối không được. Hà Vân Sơn thầm nghĩ, nếu như có live stream toàn cầu thì Hà gia cần gì cổ phần của Thời gia nữa. Ông ta vội vàng hỏi, Lệ tiểu thư việc live stream toàn cầu này dù cho hai nhà chúng tôi hợp tác cũng làm không nổi nữa là? Thời Tinh lên tiếng, không phải còn có Lệ gia chúng tôi ở đây sao? Nếu như đã đến tham dự hôn lễ chúng tôi luôn có một phần đại lễ dành cho chú rể. Trước tiệc con nhỏ này không thể để cho Hà gia lấn áp Thời gia như vậy được. Ông ta đứng phắt dậy, Tiểu Vũ là con gái của tôi sao có thể để người ngoài? Thời Vũ thấy mối ngon thì vội đồng ý, ba nếu Lệ tiểu thư đã vì con mà suy nghĩ như vậy thì con chắc chắn không thể nào từ chối được. Vô cùng cảm ơn Lệ tiểu thư, tôi nhất định sẽ làm cho buổi hôn lễ này thật long trọng, để cho mọi người trên toàn thế giới này đều có thể nhìn thấy được. Bố Thời Vũ bất lực cạn lời với đứa con gái ngốc nghếch này. Thời Vũ ánh mắt vui sướng, hi hi ha ha, ba con muốn livestream toàn cầu, con muốn cho toàn thế giới đều biết đến con hạnh phúc thế nào. Bố cô ta lại nhảy thở dài, hai tại sao con lại không chịu nghe lời khuyên bảo của ba hả? Hà Tinh Trạch vội đuổi theo gọi Lệ tiểu thư, cô quay lại, chú rể Hà gọi tôi có chuyện gì không? Cảm ơn món quà Lệ tỷ ảo thư đã tặng. Hắn ta thầm nghĩ, sao vị Lệ tiểu thư này cảm giác có chút quen thuộc vậy ta. Thời Tinh vội quay người đi nói, không cần. Trợ lý tóc kính bước đến đưa điện thoại cho cô, Lệ tiểu thư là Lệ gia gọi đến ạ. Cô bốc máy lên nghe, đầu bên kia điện thoại nói, nghe nói vừa rồi em oách lắm. Cô trả lời, oách gì mà oách chứ, chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Lệ Bắc cầm tách cà phê lên uống, ha ha, kiểu so sánh này ngược lại rất chuẩn xác đấy. Trợ lý tóc kính bước lại nói nhỏ với cô, tiểu thư có người đang theo dõi chúng ta, có cần bắt người đó lại không? Lệ Bắc Tần nghe vậy thì vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là trong khoang thuyền có một con chuột, đợi lát nữa dọn dẹp một xíu là được. Lệ Bắc Tần kêu, cô chuyện đó em để Lệ Kính đi xử lý, còn em trở về nghỉ ngơi đi. Vệ sĩ tiến lên, tiểu thư chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi xử lý là được. Cô quan sát tứ phía, Thời Tinh chạy cái vèo qua làm mọi người ngỡ ngàng. Cô bước đến túm cổ Ả tóc vàng đang nấp ở một góc. Ả ta sợ hãi hét lên, tôi không có ác ý, Lệ tiểu thư xin đừng hiểu lầm. Thời Tinh sát mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Ả ta, cô muốn nói thật hay là cô muốn được xuống biển để thì thầm với mấy con cá ở đây? Ả tóc vàng rén quá liền khai, hu hu, thực ra tôi đến là để thăm hỏi Lệ tiên sinh mà thôi. Thời Tinh buông Ả ta ra, ồ vậy cô với anh của tôi có quen biết nhau à? Ả tóc vàng mặt cắt không ra máu, thật ra là tôi và Lệ tiên sinh đã gặp nhau vài lần, chỉ là bởi vì lần nào cũng quá vội vàng nên chưa xin được số điện thoại. Lệ tiểu thư cô có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không, để tôi gọi điện hỏi thăm một chút được không? Thời Tinh thầm nghĩ, Ả này đã nói dối còn không biết xấu hổ. Ả tóc vàng tiếp tục nài nỉ, Lệ tiểu thư có phải là cô không tin lời nói của tôi không? Tôi có thể kể cho cô nghe những chuyện của tôi và anh ấy. Thời Tinh quay người nói với trợ lý, anh trai của tôi thật là đào hoa, vậy cho cô ấy số điện thoại đi. Ả tóc vàng cầm số điện thoại trên tay vui quá xá. Ngay sau đó, Ả ta liền gọi điện, alo có phải là Lệ tiên sinh đó không?
Tôi. Xin chào, nơi này là bệnh viện tâm thần XX. Giận quá à ta quăng luôn chiếc điện thoại xuống sàn. Con mẹ nó vậy mà lại chơi mình. Chân à ta vô tình dẫm phải chiếc vòng tay. À ta cầm lên, đây là của Lệ tiểu thư sao? Nói không chừng cái lắc tay này sẽ giúp mình gặp được Lệ Mắc Tầm ha ha. Lâm Phiên Phiên đó quả nhiên vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Trợ lý gật đầu, đúng vậy tiểu thư vừa nãy hù chết chúng tôi rồi, còn tưởng tiểu thư thực sự sẽ đem số điện thoại của Lệ ra để cho cô ta đưa chứ. Ha, làm sao có thể chứ? Thời Tinh thầm nghĩ mình dễ gì đưa số điện thoại Lệ Mắc Tầm cho người phụ nữ khác. Lúc này cô mới phát hiện chiếc vòng tay đã không cánh mà bay. Vòng tay của tôi đâu rồi? Ta nhớ rõ là hôm nay lúc vào cửa vẫn còn đeo nó mà. Trợ lý tóc tím vội tiến lên hỏi, tiểu thư có nhớ là cô nhớ nhầm rồi không? Lúc quay về tôi không thấy trên tay cô có đeo cái lắc tay nào cả. Chắc chắn là bị rơi ở chỗ nào rồi. Lê Viên, cô hãy giúp tôi tìm xem sao. Trợ lý tóc tím lục muốn banh cái phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Cô quay sang nói với Thời Tinh, tiểu thư đó chỉ là một cái lắc tay mà thôi. Nếu tiểu thư muốn Lệ ra có thể mua cho cô. Thời Tinh ngao ngán thở dài, đó là chiếc lắc của ông bà nội tặng cho tôi, có nhiều tiền cũng không mua được. Thời Tinh chạy ra ngoài tìm, nơi này không có, chắc chắn là bị rớt ở bên ngoài rồi, để tôi đi tìm thử. Trợ lý tóc tím vội cầm mũ bước đến chỗ tên vệ sĩ. Lệ Kính tiểu thư muốn đi tìm lắc tay nhưng cô ấy quên đội mũ rồi. Lệ Kính hoảng hồn, thôi chuyến đi tiêu rồi tiêu rồi. Thời Tinh lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô đang hoài nghi, chẳng lẽ rơi ở nhà ăn. Xa xa có bóng dáng hai tên áo đen thầm bí nấp phía sau, nguy hiểm sắp ập đến mà cô nào vẫn không hề hay biết. Một giây sau, một chiếc bao ụp vào đâu cô. Thời Tinh nín thở chớt rồi là mùi thuốc gây mê. Tên áo đen lôi cô đi, hắn vất cô xuống thuyền. Tiểu thư đã mang người đến cho cô rồi đây. Cô gái mặc váy xám trả lời, ok, tiền công sẽ có người chuyển tiền đến tài khoản của anh. Ánh mắt Thời Tinh sâu thẳm, giọng nói này là của Hà Tinh Vi. Trước khi rời đi, người đàn ông nói, tiểu thư cứ yên tâm, cô ta đã bị đánh thuốc mê chắc chắn sẽ không có tỉnh lại đâu. Hà Tinh Vi gật đầu, ok, làm tốt lắm, anh có thể đi được rồi. Thời Tinh nằm trong bao thầm nghĩ, hên quá may mà mình đã kịp thời nín thở. Nhưng Hà Tinh Vi muốn bắt mình làm gì ta? Hà Tinh Vi sút vào người Thời Tinh mắng chửi xối xả, mẹ kiếp, dòng thứ khốn nạn, tất cả là đều tại mày, hại tao hôm nay bị ăn chửi. Ha ha, giờ mày đã rơi vào tay tao, rồi để tao xem ai có thể đến cứu mày. Thời Tinh lo lắng, hóa ra mọi chuyện là như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô ta chắc chắn sẽ phát hiện ra mình là Lệ tiểu thư giả mất thôi. Hà Tinh Vi tiến sát lại muốn lôi cái bao ra để xem dung mạo ma của cô rốt cuộc là xấu tới mức nào mà lại phải che nó lại để không ai có thể nhìn thấy. Thời Tinh chắc chắn rằng Lê Viên bọn họ nhất định đang đi tìm cô, thôi thì không còn cách nào khác, cô tạm thời cứ giả vờ bất tỉnh trước đã, sau đó sẽ tìm cơ hội để chạy thoát. Hà Tinh Vi ngỡ ngàng đơ ngang, quát, đờ heo, cái quần què gì dãy, sao lại là Thời Tinh? À ta nhếch mép lộ ra nụ cười gian xảo, thảo nào che che giấu giấu hóa ra là tiểu thư giả mạo Lệ, ha ha, nếu tao đánh chết mày thì mày sẽ không còn cơ hội để phá hỏng đám cưới của anh trai tao nữa. Dứt lời à ta mở công tắc chạy, ánh mắt hiện lên tia gian ác, mày cứ yên tâm, tao sẽ tìm một nơi đẹp nhất ở khu vực biển này để an táng cho mày, coi như không uổng công chúng ta đã từng quen biết nhau. Thời Tinh không ngờ Hà Tinh Vi vậy mà lại muốn diệt cô. Nhận thấy thời cơ đã tới, Thời Tinh lao ra rút lấy chìa khóa. Hà Tinh Vi hoảng hồn hú vía, cô tỉnh lại từ bao giờ? Thời Tinh xoay cái chìa khóa vừa giành được, muốn lấy mạng của tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu bé. Thời Tinh ném chiếc chìa khóa xuống biển. Hà Tinh Vi giận dữ, mấy nó con tiện nhân này, mau đem chìa khóa trả cho tao. Thời Tinh ngồi xuống, muốn chết thì tôi và cô sẽ cùng chết ở nơi này. Hà Tinh Vi mặt mày tái mét nhìn chiếc chìa khóa vừa bị ném xuống biển. Buổi tối lặng lẽo, Thời Tinh co rúm lại, chẳng lẽ mình thực sự lại hỏng ở chỗ này thật sao? Mình còn rất nhiều chuyện chưa có làm, thật là không cam lòng mà hu hu. Chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Hà Tinh Vi hoa mắt, cảm giác nhìn giống như là thiên sứ vậy. Thời Tinh ngạc nhiên, Lệ Mắc Tầm. Lệ Mắc Tầm từng bước đến bên cạnh cô. Anh cởi áo sơ mi của mình khoác lên người cô. Tên vệ sĩ đứng ở bên cạnh hỏi, anh có cần cứu Hà tiểu thư không ạ? Hà Tinh Vi thầm nghĩ, hóa ra anh ta là Lệ Mắc Tầm con mồi ngon he he. Lệ Mắc Tầm ôm Thời Tinh rời đi. Hà Tinh Vi gào lên, khoan, Lệ gia, anh đừng để bị cô ta lừa. Cô ta giả mạo thân phận của Lệ gia làm tổn hại thanh danh của Lệ gia. Tôi quen biết với cô ta từ nhỏ, loại người như cô ta thích nhất là câu dẫn đàn ông. Anh trai tôi chính vì cô ta lẳng lơ không chừng mực ý tứ nên mới đá cô ta đó. Lệ Mắc Tầm giọng lạnh lùng buông ra ba chữ, ném xuống biển. Hà Tinh Vi ồ ra lên, ha ha, đúng rồi, hãy ném cô ta ném xuống biển đi. À ta vui mừng, bộ mặt thật của Thời Tinh đã bị phát hiện, mình chính là đại công thần số 1 của Lệ gia rồi, đến lúc đó mình. À ta đang chìm đắm trong suy nghĩ thì vệ sĩ bước đến nhấc à ta lên. Thấy Lệ Mắc Tầm với Thời Tinh rời đi, Hà Tinh Vi la oai oái, cứu tôi với. Vệ sĩ bên cạnh nói, cô ta bớt nháo lại, chờ Hà tiểu thư nhận ra sai trái của mình sẽ thả cô về. Thời Tinh nhìn thấy cảnh này thì đơ ngang. Lệ Mắc Tầm lên tiếng, em sợ hay là đồng cảm với cô ta? Ánh mắt cô kiên định, đối với kẻ địch em sẽ không bao giờ mềm lòng. Lệ Mắc Tầm ôm cô vào lòng, đây mới là lời người phụ nữ của Lệ Mắc Tầm anh nên nói. Lúc này mọi người đang hốt hoảng tìm kiếm Hà Tinh Vi, tên thuộc hạ vẻ mặt hốt hoảng bẩm báo lão gia, Lệ tiểu thư với đám người đi theo cô ấy đều không tìm thấy người. Bố Thời Vũ ngao ngán lấy che mặt, người Lệ gia đột nhiên biến mất vào lúc này, rõ ràng là muốn làm cho hai gia đình chúng ta mất mặt mà. Tên thuộc hạ lại tiếp tục hốt hoảng chạy vào bẩm báo, lão gia, Lệ tiểu thư cũng không thấy. Hà Vân Sơn tức giận, cái gì không phải, là vì con nhà đầu này nó đã chọc tức Lệ tiểu thư nên cô ấy mới bỏ về, nhanh mau chóng phái người đi tìm đi. Cánh cửa mở ra, ta đa, cô gái bên cạnh không ngớt tiếng khen ngợi. Qua quả là mất phi đại sư đúng là danh bất hư truyền, mà chỉ mới động tay có một chút xíu thôi mà tiểu vũ từ công chúa đã biến thành tiên nữ rồi. Thời Vũ đắc ý, người Lệ tiểu thư tin dùng đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng mà khoan, Lệ tiểu thư đâu rồi? Bố cô ta mặt mày quạo gọ, hừ, Lệ tiểu thư mà mấy người yêu thích đã sớm bỏ chạy rồi. Thời Tinh ngỡ ngàng, cái gì vậy, còn live stream toàn cầu thì sao? Hà Vân Sơn trấn an, yên tâm đừng lo, vẫn phát sóng hôn lê bắt đầu thì sẽ thực hiện live stream ngay. Nghe vậy Thời Tinh mặt mày hớn hở bước vào, vậy bây giờ sẽ bắt đầu ngay. Hà Vân Sơn ngăn cô lại, con bé này còn chưa tới giờ lành mà con gấp gáp cái gì chứ? Khách mời bàn tán xong sao, không phải vẫn còn 10 phút nữa sao? Sao lại bắt đầu trước thời gian dự kiến rồi? Cô gái tóc nâu bên cạnh nói nhỏ, nghe nói Thời tiểu thư nôn không chờ được nữa.
Hà vậy cũng gấp gáp quá đấy, kìa nhìn biểu cảm của chú rể kìa, người không biết còn tưởng rằng anh ta đang đi dự tang lễ đó. Thời Tinh cầm tay Hà Tinh Trạch bước vào lễ đường, mọi người khen ngợi tay nghề trang điểm của Mất Phi đúng là số 1. Người bên cạnh nói nghe nói thời gia còn có một cô con gái nữa tên là Thời Tinh, đó mới là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thời Vũ không đẹp bằng cô ấy đâu, chẳng qua là do Mất Phi trang điểm, chứ không làm sao mà có thể so sánh được với Thời Tinh cơ chứ. MC giọng nói dõng dạc, cô dâu Thời Vũ con có nguyện ý gả cho. Chưa kịp nói hết lời thì Thời Tinh liền lập tức nói con đồng ý. Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao gì mà gấp muốn gả dữ vậy không biết nữa. MC tiếp tục nói, chú rể Hà Tinh Trạch con có nguyện ý cưới cô gái xinh đẹp trước mặt làm vợ, yêu cô ấy cho đến khi rời xa khỏi thế giới này không? Con, chú rể giọng ngập ngừng làm khán giả lại tiếp tục bàn tán, chú rể sao lại không nói gì vậy chứ mặt, thì cứ hầm hầm lẽ nào anh ta muốn hủy hôn sao? Đột nhiên cơn mưa ảo đến, mọi người hoang mang chẳng phải dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp sao? Thời Tinh la lên, à váy cưới của em còn lớp trang điểm nữa, cái quần què gì đang diễn ra vậy? Mọi người lúc này chạy toán loạn lên tìm chỗ trú mưa. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chiếc máy bay trực thăng, Tinh Trạch ngỡ ngàng ngước lên nhìn. Mọi người định thần lại, sao lại hết mưa rồi? Thời Tinh bước xuống, mọi người vồ vập hỏi han, Lệ tiểu thư cô đi đâu vậy? Chúng tôi đi tìm cô nửa ngày trời mà vẫn không thấy. Thời Vũ mừng rỡ, Lệ tiểu thư cô đến để chúc phúc cho chúng tôi hạ. Hà Tinh Trạch lên tiếng, Lệ tiểu thư đến đây không phải là để chúc phúc, mà là đến để tặng cuồng phong thì có. Thời Giang Khải toát mồ hôi, Lệ tiểu thư cô đừng chấp nhặt với thằng nhóc hay ăn nói xà lơ này. Thời Tinh ánh mắt sắc bén nhìn Hà Tinh Trạch qua lớp màn che, Hà thiếu gia vẫn giống như trước đây rất là thông minh, trận mưa nhân tạo vừa nãy là do tôi cho người làm đấy. Thời Vũ nghe vậy thì xông lên muốn ký vào cái mỏ của cô à, ta hét lớn, tại sao cô lại muốn phá hỏng hôn lễ của tôi hả? Bởi vì tôi đến đây để báo thù. Thời Tinh gỡ cái nón cô đội xuống, sao lại lại chị chứ? Người đâu mau đuổi chị ta cút ra ngoài cho tôi, đám quần chúng tiếp tục lót dép hóng ra mà, đây chính là vị tiểu thư còn lại của nhà họ Thời sao? Thời Giang Khải tức xì khói, ông ta nghiến răng nghiến lợi, Thời Tinh mày đang làm cái quái gì vậy? Hôm nay chính là hôn lễ của em gái mày đó. Thời Tinh lạnh nhạt đáp trả, Thời Tổng chẳng phải ông đã nói Thời gia chỉ có một người con gái thôi sao? Thời Tinh tôi nào dám nhận 10 người thân chứ? Thời Vũ gầm lên, chị rốt cuộc muốn như thế nào chứ? Thời Tinh nhàn nhã ngồi xuống ghế, hôm nay nhân tiện đang phát sóng live stream toàn cầu, chúng ta hãy đem thù cũ hận mới tính toán với nhau một lượt luôn đi. Mọi người chen nhau tiến lên phía trước để hóng drama, ha ha, có kịch vui để xem rồi. Thời Tinh lạnh lùng nói, luật sư Bạch làm phiền anh rồi. Tôi là luật sư của Thời tiểu thư Bạch Kính Vân, Thời tiểu thư ủy thác cho tôi giúp cô ấy giành lại số cổ phần ở Thời gia của cô ấy, đây là thư khởi tố. Thời Giang Khải tức giận hất hết tài liệu bay tung tóe, cái gì mà đơn khởi tố chứ, đúng là nói hưu nói vượn. Luật sư nghiêm túc nhìn ông ta, không sao, đơn khởi tố chúng tôi in ra rất là nhiều, đợi ông ném lịch rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện tiếp. Thời Giang Khải tức giận, Thời gia căn bản không có cổ phần của Thời Tinh, tất cả đều là của con gái tôi Thời Vũ. Căn cứ theo di chúc của cha mẹ ông Thời thì họ đã tặng tất cả những cổ phần và tài sản đứng tên họ tặng lại cho đương sự của tôi là cô Thời Tinh, nhưng các người đã cưỡng ép đương sự của chúng tôi. Thời Vũ bước lên, các người đừng có mà ngậm máu phun người, ông bà nội để lại toàn bộ tài sản cho tôi chứ không phải cô ta. Thời tiểu thư gấp gáp cái gì, chẳng lẽ là có thật giật mình sao? Thời Vũ bị nói vậy thì ngậm họng luôn. Thời Giang Khải vẫn hùng hổ cãi lại, các người không có chứng cứ thì đừng ở đây mà nói gơ nói vượn, cẩn thận tôi sẽ tố cáo các người về tội phỉ báng vu khống người khác. Thời Tinh lúc này lên tiếng, chứng cứ thì không có nhưng nhân chứng thật thì đang ở đây. Lão ta hốt hoảng, Giang Lam an ủi Thời Tinh, con yên tâm có cô ở đây sẽ không ai dám ức hiếp con đâu. Thời Giang Khải tức giận chỉ tay vào mặt Giang Lam, Thời Giang Lam cô đã gã ra ngoài đã 30 năm nay rồi, cô có tư cách gì mà quản chuyện của Thời gia chứ? Anh cướp đi cổ phần của con gái vợ đầu đem nó chu cấp cho đứa con, mà Tiểu Tam sinh ra, nếu tôi không quản chẳng lẽ lại để cho người cha quá cố quản à? Trời ơi, người vợ hiện tại của Thời Giang Khải vậy mà lại là Tiểu Tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thời Tinh ngạt lên, các người đừng ăn nói bậy bạ, mẹ tôi không phải là Tiểu Tam, cổ phần này cũng là do ba tôi cho tôi danh chính ngôn thuận. Thời Tinh cười nhạt, vậy phải xem lại nó có phải thuộc về ba của cô không đã. Luật sư quay sang hỏi cô Thời Tinh, cô Thời Giang Lam năm đó rốt cuộc Thời lão nhân đã đem cổ phần để lại cho ai? Để lại cho Thời Tinh. Thời Vũ giơ ngón tay lên, bà nói dối, bà cùng với Thời Tinh thông đồng cố ý muốn cướp cổ phần của tôi. Thời Tinh được cười nhấn mạnh, cổ phần của cô ư? Luật sư giọng nói sắc bén, Thời tiểu thư cô có biết tội phỉ báng vu khống người khác sẽ bị kết án bao nhiêu năm không? Thời Giang Khải hơi rén ngang, cậu có bằng chứng gì mà nói chúng tôi vu khống chứ? Thời Tinh không thèm phí lời với mấy người đã ăn cướp còn la làng này nữa, nếu bọn họ không muốn thừa nhận, lệ viên bắt đầu đi. Dứt lời trợ lý nhấn nút cho phát video, con mặc kệ, con nhất định phải gả vào Hà gia. Chẳng phải là Hà gia chỉ là muốn có một chút cổ phần của Thời gia nên mới đồng ý rước con về thôi sao? Ba con đã gọi Thời Tinh trở về chờ nó, tới ba ép nó phải ký vào hợp đồng chuyển nhượng thỏa thuận này, khi đó những cổ phần này chẳng phải sẽ đều là của con sao? Sau đó là màn rằng có bọn họ cưỡng ép cô ký vào tờ giấy chuyển nhượng đó. Tôi sẽ không ký đâu. Bố con Thời Vũ lúc này mặt đen như đít, nồi camera giám sát của Thời gia tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đừng để nó chạy thoát. Hôm nay cái hợp đồng này nó không ký cũng phải ký, mày không được đi. Mọi người xem bàn tán xôn xao thật quá là vô sỉ rồi, đây mà là cha con ruột sao trời, đối với con gái của mình sao lại tàn nhẫn đến như vậy chứ? Còn không bằng loài cầm thú mà hổ dữ còn không ăn thịt con nữa kìa. Không ngờ nhìn Thời gia bên ngoài sang trọng lịch lãm, vậy mà bên trong lại độc ác đến như vậy. Hợp tác với bọn họ đúng là sỉ nhục, tôi muốn ngưng hẳn việc hợp tác với Thời gia. Thời Vũ khóc thét, sự thật không phải là như vậy, mọi thứ đều là giả. À, ta quay sang lườm cháy mặt Thời Tinh, điều tại cô con tiện nhân nhà cô. Dứt lời ả ta xông lên định tẩn cho Thời Tinh một trận, nào ngờ ả ta vô tình vấp ngã. Bố mẹ cô ta hét toáng lên, con gái. Thời Vũ ôm mặt la lên, ai, cái mũi của con đau quá, mặt của con ngứa quá. Mẹ cô ta hốt hoảng, con gái con bị làm sao vậy? Ai, máu mặt của con bị hủy dung rồi, hu hu, mặt của con bị chảy máu rồi. Mẹ Thời Vũ nhìn Thời Tinh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, là mày, nhất định là mày đã sai khiến Mất Phi hại con gái tao. Thời Tinh nhìn bà ta, không phải con gái của bà đã cầu xin tôi đưa Mất Phi cho cô ta sao?
Lúc này Murphy lên tiếng, "Thời Vũ tiểu thư, tôi đã từng nhắc nhở cô thành phần trong mỹ phẩm trang điểm của tôi tương khắc với chất axit hyaluronic, cô lúc ấy một mực chắc chắn rằng cô chưa từng đánh qua axit hyaluronic, bây giờ bị dị ứng rồi cô lại còn quay sang oán trách tôi sao?" Thời Giang Khải chỉ tay vào mặt Thời Tinh, "Mày, tất cả những điều này có phải là do mày tính kế đúng không? Mày đang muốn hại chết tất cả bọn tao sao? Sao con người mày lại có thể trở nên ác độc như vậy chứ? Người ác độc ở đây không phải là đều là do các người sao? Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi mà thôi, nếu Thời tổng vẫn luôn kiên định với ý kiến của mình thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa án mà thôi." Dứt lời cô xoay người rời đi, phần còn lại làm phiền Bạch luật sư rồi, Thời tiểu thư đi thong thả. Về đến nhà, Tiểu Tú cầu kéo với cô giọng nói cute, "Dì ơi, dì về rồi ạ, dì bị làm sao vậy?" "Dì bị ốm ạ." Thời Tinh cưng chiều nhìn cô bé, "Dì không sao, chỉ bị cảm một chút, con giữ khoảng cách với dì một chút, cẩn thận bị lây bệnh đó nha." Tiểu Tú cầu tinh nghịch trả lời, "Con thân thể khỏe mạnh lắm nên không sợ bị lây bệnh đâu." Cô bé nắm tay kéo cô đi, "Dì về phòng nghỉ ngơi trước đi, con đi lấy thuốc cho dì, con biết thuốc cảm để ở đâu luôn nè." Quản gia lên tiếng, tiểu thư thật sự rất thích Thời tiểu thư, hai người không có quan hệ mẹ con nhưng mà nét mặt rất giống nhau, đầu Lệ Bắc Tầm chợt lóe sáng, còn cậu bé nghe vậy thì không vui, "Hừ, con mới không muốn cô ấy là mẹ kế của con đâu." Lệ Bắc Tầm dặn dò cô, "Thuốc uống xong rồi em nghỉ ngơi trước đi." Ngắm nhìn mặt Thời Tinh, Lệ Bắc Tầm thầm nghĩ, Tiểu Tú cậu quả thật càng lớn càng rất giống cô ấy. Thời Tinh chợt hỏi, "Anh làm sao vậy?" "Không có việc gì đâu, em nghỉ ngơi đi, chăm sóc cơ thể, chuẩn bị tốt cho phiên tòa sau." Thời Tinh nằm xoay qua xoay lại, cô cảm giác da đầu của cô tại sao lại đau như vậy ta? Ai dè là Lệ Bắc Tầm ban nãy đã lén giật tóc cô, anh thầm nghĩ, vốn dĩ định đợi em mở lòng nói cho anh biết về chuyện quá khứ, nhưng hiện tại, "Alo, cậu mau giúp tôi đi làm giám định đừng để cho những người khác biết." Nói tóm lại, ba người bị cáo các người đã ép đương sự của tôi phải ấn dấu vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó là sự thật. Bên luật sư của Thời Vũ phản bác, nhân chứng Thời Giang Lam là cô ruột của nguyên cáo lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bị cáo, nên những lời khai này rất khó khiến người khác tin tưởng. Luật sư của Thời Tinh ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, "Luật sư Trương, anh hành nghề đã được 7 năm, rồi chẳng lẽ anh không biết trên tòa án phải lấy chứng cứ ra nói chuyện sao? Luật sư Trương đã xem qua video chưa? Bằng chứng sẽ không biết nói dối đâu nhỉ?" Luật sư Trương đánh trống lảng, "Nói đến camera giám sát tôi lại muốn hỏi, đây là những vật riêng tư của Thời gia, vì sao lại có ở chỗ của các người?" Thời Giang Khải tức giận đứng lên, "Các người đây chính là xâm phạm thông tin cá nhân của tôi, lấy trộm tài sản cá nhân của tôi." Luật sư Bạch cho phát đoạn ghi âm, "Tôi là bảo mẫu của Thời gia Lâm Thúy, vào ngày 17 tháng này tôi tình cờ nghe được việc lão gia phu nhân và tiểu thư muốn ép Thời Tinh tiểu thư chuyển nhượng cổ phần, một bên là gia đình chủ, một bên là đạo đức, tôi thực sự rất khó lựa chọn. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng tôi đã quyết định đem camera giám sát này làm bằng chứng và cung cấp đưa cho Bạch tiên sinh." Đám người này nghe vậy thì tức xì khói, "Lâm Thúy sao bà lại dám? Đúng là con sói mắt trắng." Luật sư Bạch lại tiếp tục đưa ra bằng chứng thép, "Giả sử như số cổ phần mà Thời lão nhân để lại không phải của đương sự, vậy hợp đồng chuyển nhượng trong video đó nói lên cái gì? Và những cổ phần về bất động sản dưới danh nghĩa của bị cáo Thời Vũ trong thời gian này là như thế nào? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, xin hỏi luật sư Trương, anh còn có điều gì muốn phản bác nữa hay không?" Luật sư Trương thầm nghĩ, mình đúng là xui xẻo tám đời mới nhận cái vụ kiện này, toàn bộ chứng cứ đều nghiêng hết về một phía, có mà phản bác cái dám ấy. Thời Giang Khải thấy đà này không ổn thì bắt đầu quay sang ngài nỉ, "Thời Tinh, ta là cha ruột của con thật sự muốn hủy hoại ta và Thời gia sao? Sao con có thể trở nên lãnh khốc vô tình như vậy được chứ?" Bạch luật sư nhìn ông ta, "Ông không phải nói chỉ có một mình Thời Vũ mới là con gái ông thôi sao? Đây cũng chính là do chính miệng của ông tự mình nói mà." Tòa án gõ búa cái rầm, yên lặng căn cứ vào bị cáo, cả ba người đều bị kết án về tội cưỡng ép giao dịch. Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, Thời Tinh quay sang nói với Lệ Bắc Tầm, "Mặc dù chỉ có mấy năm nhưng em đã lấy lại tất cả những gì em muốn, bọn họ cũng đã nhận được hình phạt thích đáng." Lệ Bắc Tầm, "Cảm ơn anh, may mắn có anh." Hà Tinh Trạch nấp ở sau tường nghe ngóng. Thời Tinh lướt điện thoại vô tình nhìn thấy tin tức hot mới đăng, "Nhanh như vậy mà tin tức của Thời gia đã lan truyền rồi sao? Ân oán cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, em cũng có thể thả lỏng rồi." Thời Tinh đang ngu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reng lên. Cô nhấc máy lên nghe, "Anh đã có kết quả rồi, kết quả xét nghiệm ADN là 99.99%. Thời Tinh ngơ ngác, "Ai vậy?" Lúc này cô mới phát hiện đây không phải điện thoại của cô, giọng nói trong điện thoại vang lên, "Người phụ nữ đó là ai vậy? Có phải hiện tại đang ở Lệ gia không?" Thật trùng hợp, người phụ nữ mà cậu nhìn chúng hóa ra lại chính là mẹ ruột của con cậu. Thời Tinh không tin vào tai mình, "Anh nói cái gì?" Giọng nói trong điện thoại sợ hãi, "Thôi tiêu rồi." Lệ Bắc Tầm tắm xong bước ra hỏi, "Em đang nói chuyện với ai vậy?" "Thời Tinh, hãy điện thoại cho anh em không phải là cố ý, em không biết là cô ấy đang nghe điện thoại, cô ấy đã biết vụ kết quả xét nghiệm ADN rồi." Thời Tinh tức giận nhìn Lệ Bắc Tầm, "Giám định quan hệ mẹ con." Cô đẩy anh văng ra rồi chạy ra ngoài. Ở tại một khung cảnh khác, y tá căn dặn Thời Vũ, "Nhớ mỗi ngày phải uống thuốc đều đặn, đừng tưởng là đang bị thương thì có thể tránh được việc ngồi tù, đợi cô xuất viện việc đầu tiên chúng tôi làm là sẽ đưa cô qua đó." Thời Vũ nắm chặt tay, "Mấy bọn chó này, mình không thể nào ngồi tù được, nếu không cả cuộc đời này của mình sẽ bị hủy hoại. Mình phải đi tìm Tinh Trạch mới được, anh ấy chắc chắn sẽ giúp mình tránh được kiếp nạn này." Thời Tinh bước đi trên con đường, "Mình chính là mẹ của Tiểu Tú Cầu và Vân Cẩm sao? Người đàn ông của 6 năm trước chính là Lệ Bắc Tầm. Tại sao người đàn ông mà mình hận 6 năm qua lại là Lệ Bắc Tầm cơ chứ?" Một chiếc xe vụt qua, Thời Vũ ánh mắt gian ác, "Thời Tinh, đều là tại mày, nếu không thì tao đâu có biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Mày đã làm cho tao thê thảm thế này rồi thì tao sẽ không tha cho mày đâu." Thời Vũ đạp mạnh chân ga, chiếc xe phi tới chỗ Thời Tinh. Cô ngỡ ngàng giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này có một chiếc xe khác lao tới, đâm mạnh vào chiếc xe muốn tông cô. Thời Tinh hét lên, "Lệ Bắc Tầm!" Mảnh kính trong xe vỡ vụn, Lệ Bắc Tầm gọi tên cô. Thời Tinh vội chạy đến cứu anh. "Lệ Bắc Tầm, anh tỉnh lại đi." 3 ngày sau tại bệnh viện, Lệ Bắc Tầm vẫn đang nằm hôn mê. Thời Tinh buồn rầu nhớ lại những ký ức trước đây. Tại sao lại là anh ấy chứ? Đột nhiên ngón tay Lệ Bắc Tầm cử động. "Anh tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ."
Lệ Bắc Tẩm kéo tay cô lại. Anh thật sự xin lỗi, mặc dù đã muộn 6 năm. Thời Tinh hất tay anh ra, Lệ tiên sinh tôi phải đi gọi bác sĩ đến. Lệ Bắc Tẩm giải thích, anh không biết đó là em. Đêm đó anh đã bị tính kế sau khi biết được chân tướng, vẫn luôn đi tìm em, nhưng anh lại không tìm thấy bất luận tin tức nào có liên quan đến em cả. Anh đã từng nghĩ rằng có lẽ em đã chết trong trận hỏa hoạn đó, sau này anh mới phát hiện em đang ở bên cạnh anh. Thật xin lỗi, tôi không có cách nào để tha thứ cho anh cả. Khoan đã, em nghe anh nói anh sẵn sàng chờ đợi cho đến khi em chấp nhận anh, cho dù là trước hay bây giờ. Thời Tinh giọng nói lạnh lùng, chờ sau khi anh xuất viện tôi sẽ rời đi. Dầm, cửa đóng lại. Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Tiểu Tú cầu hí ha hí hửng chạy lại chỗ Lệ Bắc Tẩm. Ba, bệnh cảm của ba hết rồi ạ, mà bà lớn rồi mà không bằng đứa bé như con bị cảm chỉ mấy ngày là hết rồi. Cô bé chạy lại ôm Thời Tinh, dì ơi con nhớ dì lắm luôn á. Thời Tinh né sang một bên. Cô bé buồn bã, dì ơi dì làm sao vậy? Lệ Bắc Tẩm bước đến xoa đầu an ủi Tiểu Tú cầu, thời gian vừa rồi dì luôn chăm sóc cho ba nên rất là mệt đó mà, chúng ta mau nhanh đưa dì về nhà nghỉ ngơi nhé. Em thật sự muốn đi. Tôi muốn yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ lại. Ba ơi dì muốn đi đâu vậy? Lệ Bắc Tẩm trả lời, dì muốn đi du lịch để nghỉ ngơi thư giãn xíu đó mà. Vậy khi nào thì dì trở về ạ? Con có thể chơi với dì trong kỳ nghỉ không ạ? Đợi khi con được nghỉ dì sẽ quay trở về. Dì ơi, Tiểu Tú cầu gọi Thời Tinh. Con chờ dì quay trở lại nha. Anh cậu bé đứng bên cạnh thở dài, con còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ trở thành mẹ kế của con chứ, sao lại bỏ chạy rồi? Không chạy được, cô ấy sẽ quay trở về. Lệ Bắc Tẩm ánh mắt chắc nịch. Bóng dáng Thời Tinh ngày một xa dần. Một năm sau, tại phòng làm việc, Ezic bước vào, Lệ thiếu có một cô gái muốn nói chuyện hợp tác với ngài. Lệ Bắc Tẩm vẫn mải mê nhìn tài liệu, không phải ai cũng có thể. Lệ tổng đã lâu không gặp. Lệ Bắc Tẩm ngạc nhiên đơ khoảng chừng là 2 giây anh mới hoàn hồn lại. Thời tiểu thư đã lâu không gặp, tôi là đại diện của công ty AS, muốn cùng Lệ tổng bàn một chút về dự án khu nghỉ dưỡng du lịch toàn cầu. Lệ Bắc Tẩm cúi sát lại gần cô, tôi có một dự án hợp tác khác, không biết Thời tiểu thư có đồng ý hay không. Liên quan đến việc hợp tác trở thành Lệ phu nhân, Thời tiểu thư em đã sẵn sàng trở thành Lệ phu nhân chưa? Nếu đã trở về rồi anh tuyệt đối sẽ không để em đi nữa. Dứt lời, Lệ Bắc Tẩm ôm chặt cô vào lòng rồi dịu dàng hôn cô.